Rồi, hello, xin chào cả nhà nhá. Sorry cả nhà chậm trong vòng 15 phút nhá. Ơi, hello anh em. Và đêm nay mình muốn tặng cho anh em, những anh em nào ok là tham gia như thế này, tặng bộ dây điện. Thì hy vọng rằng tặng cho anh em bộ dây điện này và kèm theo một bộ tài liệu và một nhóm học 15 đêm online khi các bạn tham gia. Thì tí nữa mình sẽ để bô cho anh em cái màu dây điện này nó như thế nào. Chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ biết rất dễ. Biết một bộ dây này thì biết được tất cả. Rồi thì ở đây sẽ là hai bộ dây, một là của AB125 khóa Smoky và Selit. Mình khá là nhiều. Rồi, hàng mình bao đủ cho cả nhà. Và ngày mai anh em nào đã đặt và mình sẽ báo lại giá, mình sẽ gửi cho anh em. Đấy. Thay một bộ này chúng ta hầu như hoàn tiền học phí. Ok, và tiếp tục mình lại tiếp tục ship hàng vào ngày mai. Ngày hôm nay anh em ủng hộ rồi thì bây giờ những cái toa hàng này tiếp tục vào ngày mai. Rồi, xin chào mọi người. Và đặc biệt nữa mình sẽ hướng dẫn cho anh em lỡ may mà những cái bison nó chết thì các bạn mua IC này mình để cho các bạn một cái giá ưu đãi. Bữa giờ mình bán là khá là nhiều, được 3 cục rồi. Rồi, mình hiện tại đang còn 3 cục. Cái này hàng của Thái. Thì anh em lắp vào những dòng xe Honda khóa Smoky hoặc là khóa thường một phát là ăn ngay. Và các bạn có muốn đổi cái gì thì mình sẽ chỉ luôn. Rồi chúng ta hãy chia sẻ đi ạ. Chia sẻ mạng like lên dùm nhá. Chia sẻ đi thì tí nữa mình sẽ cắm ở trên con xe Vision luôn. Và cắm xe Vision. Và tí nữa mình sẽ chia sẻ anh em tiếp tục bộ dây này. Bộ dây này hầu như đầy đủ chuột cắn rắc IC cái hoặc là mục lâu ngày thúi cái quăng bụp vô cái lấy tiền cắm rộp rộp. Rồi mình hứa với anh em là trong vòng khoảng một tuần nữa thì nếu nhanh nhất thì nếu mà mình không có bận cái công việc gì mình sẽ làm cái mô hình này chạy phải trên 15 con IC các loại mã của Honda, dù là khóa chìa hay là khóa Smoky K01 hay là K29 hay là K12 hay là ca gì không quan trọng, lên đây sở bất kỳ nổ hết và đồng thời test cho anh em IC. Thì ở đây sẽ là con K01, xong mình sẽ đồng bộ cái mã này, mình sẽ nổ khởi động cho anh em đánh lửa phun xăng. Rồi mình phải có thời gian nha anh em. Đây, và mình sẽ thay thế cái ổ khóa sở bất kỳ cho cái ổ khóa chìa này và đồng thời sẽ là dây và hộp nó sẽ chạy ở bên kia. Và hai bóng đèn xi nhan ở giữa và cái bóng đèn hiển thị Smoky mình gắn ở giữa luôn. Đấy. Đấy, nó đang hoàn thiện. Mình hứa với anh em phải chạy trên 15 dòng xe IC các loại mã. Dù nó là IC gì, lắp lên đây thì sẽ kiểm tra được hết. Mình sẽ trừ hao những cái dòng xe nào ở cửa hàng mình có thì mình không đấu. Ví dụ như K77 thì mình không có nhà hứng nữa bởi vì có xe. Còn nếu có nhà hứng nữa đấu luôn một sợi rắc không có giá gì cả. Rồi Valio có rồi vươn đấu luôn. Đấy. Tất cho anh em. Sau này có mua IC hoặc là nhờ những anh em thợ nào ở đây có nhu cầu test Smoky, đặc biệt những anh em mua những cái cục mà dính mã này xem nó có ok hay không thì mình sẽ demo cho anh em luôn. Hứa với anh em mô hình này và sau cái mùa Covid này thì anh em test được hết ở trên này. Dù nó bảo mật hay không bảo mật thì chúng ta để bố hết một mô hình. Một mô hình chạy tất cả những cục IC cũng được. Cái quan trọng người đấu có nhà hứng hay là không.
Dù nó được trang bị không có bộ ba cảm biến thì đương nhiên sẽ giả lập cảm biến bắp. Và tiếp tục sẽ là gì? Là cái van Galati tự động IACV. Và những cục IC mới này thì đương nhiên nó sẽ có một cái lối là cái lối 88. Thì ok sẽ giả lập cho nó còn điện trở, để cái đèn FI trên này nó không có báo 88. Và lối cảm biến map và van Galati IACV cho các bạn. Hứa với anh em luôn phải trên 15 xe chạy trên này. Thì sẽ quay lại cái vấn đề ở đây, chúng ta hãy chia sẻ. Thì vấn đề ở đây mình sẽ kích hoạt con xe này, tất cả cắm vào nổ nên anh em chỉ cần thay thế cái gì thôi. Và dù nó sờ mất cây, nó được bảo mật thì chúng ta lắp IC này vào cũng nổ. Thì coi như IC lên thôi, chẳng có cái gì cả, chúng ta không có gì phải băn khoăn. Cái này chúng ta thả vào nó sẽ nổ. Đây. Hàng Thái nó rẻ hơn hàng Việt Nam. Đấy, anh em không cần phải dùng hàng Việt Nam làm cái gì cho nó mắc. Cái này có một cái giá ưu đãi cho anh em. Xin chào anh Tuấn sửa xe, anh em hãy chia sẻ bạn like nhá. Ở phút cuối nó có nhiều cái hay. Rồi. Rồi, ok. Đó, dù nó là sờ mất cây hay là không sờ mất cây, cứ miễn sao là vi sờn đề từ K44 thì anh em lắp vào một cái nó sẽ nổ ngay. Nhưng cái này nó khác với dòng ECM của Honda là gì? Nó không có chức năng để IC dập mát cho bóng đèn. Đây. Mà Thái thì không có chức năng để IC dập mát cho bóng đèn. Đơn giản không có cái gì cả. Đó, tắt máy đi cái đã. Thì đơn giản ở bất kỳ một cái dòng xe nào trên dòng xe Honda, nó luôn luôn có cái dây màu xanh sọc cam. Đây. Cái dây này là cái dây mà IC sẽ dập mát hoặc là cấp mát cho bóng đèn. Thì anh em chỉ cần cắt cái dây này hoặc là trọt ra, anh em nim vào cái dây màu xanh này là bóng đèn sẽ sáng. Các bạn làm như thế này thì đương nhiên bóng đèn sẽ là bền hơn. Đấy, ok. Đấy, thì lúc này chúng ta không lấy mát từ IC nữa thì chúng ta sẽ lấy mát sườn. Đơn giản nôm na, chúng ta mở công tắc máy, bật công tắc đèn là sáng luôn. Không cần phải chờ nổ máy để IC dập mát cho bóng đèn làm cái gì. Rồi, cả nhà nhớ bấm cho mình số 1, nếu anh em nào không nhớ thì comment. Đây, cái dây màu xanh sọc cam. Đấy, thì anh em đi những cục IC mã Thái này thì hãy nhớ vào. Đây, xanh sọc cam. Chúng ta chọt rắc hoặc là cắt ở sát trên này. Hoặc anh em nào có chuyên nghiệp ấy thì chúng ta sẽ cắt ở trên này. Sợi dây này vẫn còn, không ai biết. Nối nhẹ, tước nhẹ cái vỏ điện dây mát, tước nhẹ thôi. Ê, ok thì bấm số 1, tước nhẹ một cái, chúng ta lấy mỏ hàn, chỉ chúng ta hàn nhẹ cái nó dính và cuốn mắc keo lại. Ở đây vẫn còn hai dây đẹp, không ai biết gì luôn. Chứ đừng có tước hết cái sợi dây đồng, cái vỏ nhựa ra. Đấy, coi như chúng ta khoét một tí nhựa này, hàn vào, bong chì vào cái cứng ngắc, rồi nhớ lấy tay lúc lắc dập xem cái mối hàn của chúng ta đã ok chưa. Rồi, chia sẻ bấm số 1, mã Thái anh em nào cần comment. Dạo này IC chết rất nhiều thì anh em hãy comment. Đúng rồi. Hãy cố gắng. Không có gì mà chúng ta phải ngại, không có gì chúng ta phải sợ cả. Khó cái gì cứ alo cho tay ga Tịnh Tuấn. Cứ khó cái gì riêng về cái hệ thống khóa smart key với những cái dòng xe điện tử thì các bạn cứ alo cho mình nha. Đấy. Mình ở trong phạm vi tất cả những dòng xe full xăng điện tử này, nó nằm ở trong tầm ngắm thì anh em cứ liên hệ và alo cho Tuấn. Rồi, bồ quà sẻ và chia sẻ kế tiếp cho mình. Đây, hàng Thái. Lắp kịch một cái là anh ngay có cái gì đâu. Rồi, ngày mai lại gửi cho anh trai ở Phú Yên một cục này. Rồi, em sẽ lấy cái bút, em ký cái tên vào đây luôn. Hy vọng rằng anh đang xem cái live stream này, anh thấy cục IC này là xấu. Ok, Huy Hiệu, xin chào anh em.
sa điện tử nó chẳng là cái gì cả, nên các bạn và anh em hãy cố gắng lên thì chúng ta sẽ ôn sửa game hết. Được chưa? Ok, ký vào đây luôn. Anh em thông cảm, bút hết mực nha. Rồi, chữ ký hoàn hảo. Ok. Rồi, anh em nhớ không khó lấy tiền lắm nữa. Cái này chỉ cần anh em cắt cục, cắt sát trên này càng đẹp. Đây. Nên tùy theo cái hoa văn thẩm mỹ anh em cắt nào, cắt đây xỉa vào đây cũng được. Hoặc là cắt sát trên này, chúng ta tước cái vỏ dây điện ra, lấy mỏ hàn chấm pịt cái cuốn băng keo trong này chẳng ai biết. Ok. Thì chúng ta sẽ lấy mắt sườn để cấp cho bóng đèn. Còn cái công tắc bóng đèn thì đương nhiên sẽ ăn điện dương 12V chờ mát. Mát lúc này sẽ là mát IC thì bây giờ chúng ta bỏ để cho mát sườn. Rồi, bút hết mực cũng chẳng sao, không khó để lấy tiền. Ok. Lê Văn Mạn tí nữa comment dùm em ăn chai kia nha. Đó. Rồi, chúng ta chỉ cần kích hoạt. Rồi, khởi động. Bóp cái này. Các bạn đồng thời bóp thắng và nút đề, nó sẽ chạy xuống chân số 5 và số 6 của SU. Thì lúc này SU sẽ cấp 12V xuống IC là nổ nha. Nếu mà mở được núm khóa như thế này này. Có FI bơm xăng hết. Nhấn công tắc phanh, bóp công tắc đề. Thì đương nhiên lúc này sẽ có mát và dương 12V chạy xuống chân số 5 và số 6 của SU. Được chưa? Thì lúc này SU sẽ cấp 12V xuống IC là nổ. Đây. Ok. Thì anh em sau tương lai anh em cứ quen như mình, anh em chẳng cần phải mang coi tài liệu cả. Những cái chân này nó có mấy chân thôi. Anh em nhớ phật ngay. 1 và 12 nguồn và mát. 2 và 12, 1 và 9 là cuộn từ. Đúng không ạ? Đấy, chúng ta hãy đơn giản. Nôm na như thế thì nó nằm ở đây hết. Mình chia sẻ các bạn luôn. Ở đây hiện tại mình đang có số lô dây điện này, mình để áp dụng tặng cho tất cả anh em tham gia khóa học và bộ tài liệu kèm theo như thế này. Và chúng ta sẽ được học trong vòng 15 đêm. Ok. Đúng không? Thì đương nhiên anh em sẽ học được 15 đêm. Nó đơn giản như vậy. Ở trong này thì đương nhiên sẽ là chân IC, nó khá là đầy đủ với anh em, to, dễ nhìn. Cứ từ 1 cho tới 33, 1 hoặc là 39, cứ vậy đếm là xong. Ok, thơ Nguyễn Văn, ok anh em. Thì anh em chờ tới phút cuối, mình nhờ anh em cái này một chút xíu. Rồi, thì cái này nó sẽ là xe gì? Cái này sẽ là của Lít 125 khóa Smoky. Rồi. Anh em hồi giờ cứ mua đắt đúng không? Bây giờ mình ok cái cho anh em. Nó rẻ. Thì ở đây chân IC hiện tại mình đã tút ra hai chân. Tí nữa mình sẽ cắm vào cho các bạn. Đấy. Rồi cái này mình đánh ban. Họ đánh ban. Bây giờ mình sẽ cắm vào có hai chân này thôi. Rồi cái này mắt chung của cảm biến. Rồi cái này nó sẽ là rắc sạc. Rắc 3 pha. Rồi cái này nó sẽ là nguồn. Và 12V và mát IC. Ở hai rắc lớn này. Cái này của Lít nha. Lít. Rồi ở đây sẽ là khóa Smoky rắc A và rắc B. Thì chúng ta hãy nhìn ở đây đơn giản chúng ta đếm. Đó. Nó không có gì cả. Đây. Đây. Đấy. Chúng ta cứ đếm này, 1 này, cuộn từ đen này, 2 sẽ là dương 12V từ cầu trì này, cái dây màu xanh lợt sọc đen này, thì anh em nhìn cái hộp cầu trì đây này,
Cái này là nguồn điện dương từ cầu chì cấp để nuôi cho hộp SU. Đây. Đây. Trực tiếp. Đấy, hộp cầu chì nó có vài sợi dây điện thì ở trong nhóm học mình chỉ anh em hết, anh em cứ vậy đo. Nhìn cầu chì hướng bên này. Bên trái nó sẽ là trực tiếp. À, ba cầu chì này luôn luôn là phải có điện. Còn hai cầu chì bên này là sẽ là sau khóa. Thì sẽ là gì? Đó, anh em thấy không? Đấy, nó nuôi cho SU vào chân số 2. Số 3 lại lúc này mới có 12V sau khóa đen sọc trắng. Số 4, số 5, số 6. Đấy, đúng không ạ? Tiếp tục. Số 7, số 8, cái này là 12V từ SU xuống IC. Đấy, anh em hãy làm nôm na như vậy thì anh em sẽ giỏi. Đây, hộp cầu chì dây điện mới leng keng đó. Anh em nào ok tham gia khóa học online ngay phút này để lại tất cả số điện thoại liên hệ cho mình. Đây, bộ tài liệu. Anh em tham gia khóa học bộ tài liệu này ok này, trắng đen vào màu, tặng anh em bộ dây điện. Chậm tay thì hết, Tuấn ưu tiên cho khoảng 20 anh em. Còn anh em nào cần bộ dây điện này về nhà nghiên cứu và tài liệu comment luôn. Comment bộ tài liệu và bộ dây điện mình ship cho các bạn và anh em luôn. Rồi, cái này là của Lít. Rồi, cái này của A Black. Ở đây này. Đấy, Lít và A Black nó cũng như nhau. Đấy. Rồi. Hộp cầu chì. Rồi, nó tương tác gần như nhau, nó khác cái là khác ở cái điện mâm điện bao pha, dây nó từ bên dưới đi lên. Rồi, jack IC, đây của A Black K66 nha các bạn. Thì bây giờ này, có cái gì đâu, bây giờ cái khúc này là khúc ở trên đầu, chắc anh em ai cũng biết. Rồi, cái này sẽ là coi như là nguồn mát, vào IC đi, mát. Và cái dây này nó sẽ là chân trụ là từ con rờ le. Rồi đây 5 chân này. Đây. Đó. Ok chưa? Đó, rồi đây 5 chân này. Rồi cái này chạy vào IC này. Rồi cái này rắc ổ khóa chắc ai cũng biết. Ở trên này nó sẽ là nối vào đồng hồ tắp lô, cọc bình âm và dương và SU. Và đặc biệt đương nhiên ở phía dưới họng ga và đồng thời ấy, nó chạy ra khúc đằng sau bắn ấy. Đây, cái này là CKB rồi, về nhà nhìn quen 6 sợi dây. Rồi, nâu sọc đen. Rồi, săn biển, sọc săn lá, nguồn và mát. À, cứ như vậy, chịu khó mà đếm. Rồi, như ví dụ như kiểu săn biển, săn lá, cái này là dây. Đấy, dây mát. Còn cái dây mà săn biển, sọc vàng này nó sẽ là dây D. Đức cái dây này nó vẫn đề được, số hiệu 52. Còn 5 giây này nó chỉ có cạch cạch. Đấy, chịu khó về nhà nghiên cứu. Rồi, mở tài liệu ra kiểm tra trên chống nghiêng này. Rồi, một giây đi ra và một giây lại đi vào lại. Đi ra là phải đi vào. Nó giống con người mình đấy. Đi ra và phải đi vào, đi vào phải đi ra. Đơn giản là trong cái mặt con IC nó như kiểu cái công tắc thôi. Đó, anh em thấy không? Săn sọc đen này sẽ là đi ra chống điện và từ chống điện lại đi vào cái dây màu săn sọc trắng. Rồi thì hy vọng rằng cái bộ dây điện này về nhà thì anh em sẽ rất giỏi trong tương lai và nhìn màu dây có thể nó quen thuộc với anh em. Rồi ở đây nó sẽ là một cái rắc của motor bơm có 4 sợi dây. Hai trái là báo xăng, hai phải sẽ là cho motor bơm. Đen sọc trắng sẽ là dương điện áp 12V. Nâu sọc vàng sẽ là IC dập mát cho motor bơm hoạt động. Đấy, trong tương lai nếu anh em được học online trong cái này trong vòng khoảng một tuần về đọc thuộc lâu lâu. Thấy chưa? Bộ diện mới kit. Rồi. Rồi, xanh lá sọc vàng. Rồi, cái này là xích tốp. Màu dây điện này quen thuộc với anh em là xích tốp. Rồi, cái này là đèn hậu và xi nhan trái, xi nhan phải và mát. Đấy.
Rồi, còn cái gì ở đây? Rồi, cái này sẽ là cảm biến nhiệt độ động cơ. Săn sọc cam là mắt trung, cam sọc trắng. Hồng sọc trắng là gì, biết rồi đúng không? Đấy, nhiệt độ động cơ, hồng sọc trắng. Rồi, với cái rắc này nhìn nhìn riết nó cũng quen. Rồi, đấy. Rồi, cái này kim full. Cái này van từ cầm chừng nhăn. Cái này gọi là TBS. TBS này hai sợi dây ngoài cùng nó sẽ là mát và nguồn 5V điện áp. Cố định 5V, dây ở giữa là dây tín hiệu gửi về IC khi vặn ga. Thay đổi giá trị điện áp bằng con chiết áp. Rồi khúc đằng sau hai sợi dây này sẽ là mô bịt sườn. Rồi mát sườn. Rồi cảm biến oxy 1 giây. Đen sọc cam. Rồi cái này sẽ là cảm biến gió IAT. Trời ơi, các bạn làm như vậy mà các bạn không giỏi nữa thì Đình Tuấn cùi luôn. Rồi cái này là VS. Đen sọc trắng 12V. Xanh sọc đen nó sẽ là mát. Và dây còn lại hồng sọc xanh nó sẽ là tín hiệu VS gửi về IC và đồng thời lên km đồng hồ. Thấy nhá, bộ dây anh em chỉ cần như vậy, anh em đọc thuộc vặt phắt như vậy. Rồi, cái này là cái rắc TB, thằng tay ga Điện Tuấn nó chỉ trong nhóm học. Hai dây ngoài sẽ là điện áp 5V. Điện áp cố định 5V. Dây ở giữa sẽ là tín hiệu khi mình chạy ga. Giá trị điện áp sẽ gửi về con IC. IC lúc này nó cảm nhận, à ông lên ga thì nó cho phê thôi. Mà không phê nữa kiểm tra TB. Đấy, nguyên bộ dây điện mới khóa sở mất kỳ. Nhăn tay anh em nào chốt K12, K66 gần tương tốt như nhau. Anh em muốn đọc bất kỳ một màu dây trong này mình đọc hầu như gần hết. Chẳng qua cái chân IC này thì mình nhớ những dây quan trọng, những dây không quan trọng thì mình không nhớ thôi. Đấy, bởi vì mình chỉ nhớ cái dây nào cho nó khởi động được thôi thì đọc phật phật. Đấy anh em còn này, cái dây này chưa bắt mát này, mới kít cho anh em này, thấy không? Chưa có dấu ốc. Chỉ cần học đúng một màu dây này thì tất cả xe nó như nhau trên dòng xe Honda. Đây, chưa bắt ốc này. Anh em nào comment chốt lịch bây giờ sáng mai nôm na gửi cho cả nhà luôn. Rồi, những anh em nào học khóa trước mua bộ dây điện này, ok, khóa học này vào học luôn cho nó vui. Ok, coi như ủng hộ thì Tuấn vài chục ngàn mua nước uống. Mình có sao nói thế luôn, chẳng có gì phải lăn tăn anh em cả. Được chưa? Đây, ít thôi, không có nhiều. Bởi vì hàng này lâu lâu nó mới có. Đâu có nhiều đâu anh em. Anh em nào cần chốt, mới len keng này. Trời ơi, vậy mà anh em không học thì học cái gì nữa, nó có mấy trăm ngàn. Mấy trăm ngàn te te đâu, lên trên mạng mua những cái tài liệu lên 500-700 ngàn, chẳng có thằng nào dạy. Thì thay vì mua bộ dây điện, nếu ok nó tham gia khóa học tặng luôn bộ dây điện và bộ tài liệu. Mắc mớ đâu anh em phải bỏ ra vài triệu anh em mua tài liệu hoặc là anh em nghe cái gì ở trên mạng. Thì anh em bỏ ra tiền học online mình tặng cho anh em như thế này này. Đó, bộ tài liệu, bộ dây này. Mà chưa kể anh em sẽ học được 15 đêm với tất cả những dòng xe này về hệ thống khóa sở mất kỳ, hiểu về nó. Và đặc biệt ban bận. Ok. Được chưa? Ban bận về nó. Thế này anh em còn muốn gì nữa? Hết thuốc, Điện Tuấn chỉ làm được hết bài khả năng cho anh em như thế này. Học khóa học online đợt này tặng cho bộ dây điện, hồi giờ chưa bao giờ tặng. Và bộ tài liệu. Và học 10 lên lên tất cả ở đây có cái gì học cái đó. Máy sờ mắt tun, mô tô scan, học hết cái đống này. Đây. Từ cái ổ khóa trong này có chức năng gì chỉ cần bật nhả một cái là nó chết. Thì ok cho anh em luôn cái khóa 10 vào cái tháng 10 này. Đấy. Cái vấn đề mà chúng ta không biết chỗ đi, chúng ta đi lung tung, chúng ta đi lung tung nên chúng ta bị mất điền oan. Nhiều anh em bốc cái hộp cầu chì này chẳng biết cái mô cái tê gì cả. Chẳng biết cái gì trong này cả. Xong đăng lên cái mạng chém gió. Thì có gì đâu,
đây này, bật cái nắp ra này, nó có mấy sợi dây điện này, chỉ hết cho anh em có cái gì đâu. Cái dàn này nó sẽ là trước khóa rồi này, nhìn như thế này này. Đấy, ba cầu chì này trước khóa, hai cầu chì sau khóa. Có mấy sợi dây điện. Rồi nó nôm na như thế này này. Đây. Ở được chưa? Đấy. Rồi cái dây này nó sẽ là xuống IC này. Đấy, đắc lớn chạy xuống IC này, và lúc nãy vừa nói là dây mát ấy. Dây này sẽ là 12V trực tiếp này. Được chưa? Này 12V sau khóa này. Dây vàng này IC dập mát này, dập mát cho nó. Thì lúc này nó sẽ đề là ở trước cầu chì. Nó đề xong nó sẽ quặp về đây lại để nó sạc. Đây. Khi mà cái dây vàng này IC dập mát cho nó thì nó quắn vào đây thôi. Lấy điện trực tiếp 12V từ bình điện. Đấy. Khi mà đề nổ xong IC ngắt mát ở dây vàng thì nó chập vào đây lại để nó sạc qua thanh sắt này. Xong cái con rơ le 5 chân này. Còn bên này nó sẽ là con rơ le 4 chân. Được chưa? Rồi cái này mát sườn. Cái này 12V sau khóa. Rồi cái này trực tiếp từ bình ắc quy này. Rồi cái này sẽ là cái tiếp điểm này. Bật khóa điện một cái 12V thì đương nhiên cái cuộn dây này sẽ có điện, nó sẽ đóng tiếp điểm qua cái thanh sắt. Đấy. Ok. Còn cái này là dàn trước khóa này. Đấy, bởi vì nó ăn ở đây rồi này. Cái này. Đó. Rồi cái này sẽ bật điện ra mới chạy ra sau khóa này. Có rất đơn giản, về trong này thật sự chập cầu chì ở cái cầu chì nào, mò một phát nó ra ngay. Nổ cầu chì này hả, múc phát chết ngay chỗ này. Còn nổ cầu chì 25A là cầu chì này, chết luôn. Đây, cầu chì này sẽ là cầu chì 25A này. Trời ơi, nó rẻ thế này, Đình Tuấn lại mang cho các bạn đây. 25A này. Thấy chưa? Cầu chì tổng này. Đấy, nó chạy này. Đây. Cái này nó sẽ nối với dương ắc quy trực tiếp này. Đấy, nó bắt qua cầu chì này. Đấy, chì tổng ấy. Đấy, nó lại chạy qua đây tiếp này. Đấy. Cái này nó lại chạy lên IC này. Là cầu chì SU này. Đấy này, đấy. Chiều SU đây. SU đây. Nó rất dễ cho cả nhà. Thật sự nôm na cái này anh em không cần cái gì cả. Các bạn bỏ tiền ra, các bạn sẽ được xứng đáng. Hay bấm cho cái số 1. Các bạn tin tôi chưa tới trường nào tôi học cái khóa phun xăng điện tử. Mà tôi đến cái tầm như thế này thì anh em phải hiểu rồi. Và biết như thế này thì tự nhiên mới hướng dẫn cho anh em. Bởi vì tôi bỏ khá là nhiều tiền để tôi mua những con xe về nhà. Và đồng thời khách hàng yêu mến tôi, tung tôi những xe ga. Và để tôi sửa được ngày hôm nay, tôi đạt được những cái gì tôi trong mơ. Thì tôi muốn có cái gì tôi chia sẻ cho anh em cái đấy. Số tiền anh em bỏ ra cực kỳ là rẻ. Đúng không? Nó rất dễ một điều đấy. Và bữa nay tất cả app đều có sơ đồ mặt điện. Nên nhiều anh em cứ cháy cầu chì này, các bạn chẳng biết cầu chì, các bạn lại lên trên nhóm các bạn hỏi làm cái gì cho nó mệt. Đấy, thì thay vì các bạn bỏ một chút xíu tiền này, các bạn ôm hết cả trường này về, ngày mai chẳng cần phải hỏi nhức đầu. Cầu chì này đứt cứ vậy là phóng là múc. Cầu chì này đứt cứ vậy mà múc, chẳng cần phải hỏi nào ấy, nó mất công phiền phà. Đấy. Ok, xin chào Tuấn Bồ. Đây, bộ cầu chì nó thế đó, chẳng có cái gì nhiều cả. Rồi, nhiều lúc mình thấy rơ le này mình nhảy. Có rất nhiều anh em chia sẻ mình lại đi mượn con rơ le khác, nó vẫn không đề được, rụt bỏ hết nó vẫn đề. Có sao đâu. Đây. Cái này thì mình live stream mà bỏ hết cái này là vấn đề.
Vấn đề vứt xả có chết ai đâu. Cái quan trọng của mới cầu chì đây nó hoạt động là được. Ok. Đấy. Tung hết như thế này. Chọt vào nó vẫn nổ, nó vẫn xả. Nhưng nhiều lúc chúng ta cứ phải đi mượn những cái này về nhà để chúng ta thử làm cái gì. Nói thì các bạn đừng có chửi Đình Tuấn tự hào, và Đình Tuấn có cái tôi Tuấn tự hào. Không phải là mình giàu có nhưng giỏi hơn khá là nhiều người. Dám đảm bảo điều đó với anh em. Nhiều người bỏ hàng núi tiền đi học tất cả thầy nọ thầy kia về FI nhưng chưa chắc đã thành công. Chưa chắc đã lên để giảng cho anh em hiểu và chia sẻ cho anh em được. Chưa chắc. Đấy. Nhiều anh em cũng là khá là nhiều cũng muốn đi dạy học, muốn bán hàng. Đâu có dễ đâu. Nó phải có cái duyên. Đấy, đi học hết chỗ nọ chỗ kia để làm cái gì? Để ý rằng có cái lý thuyết hoặc là biết cái giảng dạy. Lệ thứ nhất là được kiến thức. Để sau này muốn về nhà để giảng dạy cho anh em, nó không dễ như thế đâu. Đấy, Đình Tuấn là may lắm, nó là người ngoài lệ. Nó bẩm sinh ra, nó có cái khiếu. Đúng không anh em? Có thể là trời cho nó cái khiếu. Em vẫn sửa xe phà phà, vẫn chỉ anh em phà phà. Và đặc biệt cái giọng nó hơi bị tốt. Sức khỏe hiện tại nó đang còn rất tốt. Nhiều người cũng đi học về nhà ok lắm, mẹ chỉ những con điện tử mẹ thông thoáng hay ghê lắm. Cuối cùng là cũng muốn là để dạy kiếm được đồng tiền nhưng có ai học đâu. Bây giờ ai muốn dạy online hoặc dạy trực tiếp, bèo nhất phải đầu tư, bèo nhất phải vài trăm triệu. Thứ nhất phải đầu tư một dàn xe, bởi vì chúng ta đi sau. Chúng ta phải đầu tư xe nhiều hơn Đình Tuấn chẳng hạn như vậy, hoặc nhiều hơn cơ sở khác. Thì bây giờ live stream lên anh em mới biết là, cái ông này ông muốn dạy full time điện tử FI, ông phải nhiều xe như vậy, anh em mới khoái chứ. Bây giờ các bạn đi học về xong cuối cùng chẳng còn tiền. Có mỗi con xe lít hoặc là con Novo. Và các bạn bảo dạy trực tiếp hoặc online thì ai mà học. Nó khổ vậy đấy, bây giờ không phải là đi học về nhà có kiến thức mà dạy được đâu. Nó phải có lúa. Cái thời ngày trước thì mon me có khoảng 3-4 con dạy được. Đấy, bởi vì xe đời mới bây giờ nó chưa ra nhiều. Mà hai đứa bữa nay người ít thì kiến lại nhiều chẳng hạn như vậy. Mật ít mà ruồi nó nhiều đâu phải là dễ dạy đâu. Không phải là các bạn học hết tất cả cái lý thuyết, các bạn đi nọ đi kia, các bạn lên mục, các bạn dạy, các bạn nói được. Nó bị ấp a ấp úng, nó bị ngại. Đấy, có thể nó bị đốm lưỡi chẳng hạn như vậy, nó bị nghẹt cái đấy. Đấy, nó gọi là nó mệt mỏi lắm. Anh em hiểu không? Tật có tài. Nên em anh Lê Mạnh, Lê Văn Mạnh, em luôn luôn em tự hào. Em tự hào em được chia sẻ và dạy cho được khoảng ngàn anh em rồi. Chắc nó phải ngàn trên ngàn người rồi. Tới mức độ nhanh như vậy đấy. Từ 2020 giờ phải trên ngàn. Được cái sự là sự may mắn. Mà dạy về nhà anh em làm được chứ, vậy làm dạy xong mà chết IC, còn chết Đình Tuấn. Đình Tuấn dám làm cái mô hình này chạy tới 15-20 con IC được mà, thì anh em nghĩ sao chết. Nhiều người bảo nhắn tin bảo Tuấn mới làm này nguy hiểm lắm chập. Yên tâm, hôm nào thì Tuấn làm xong con 6 IC, con xe K77 đây chơi với anh em này, chết bỏ. K66 này. Chơi hai con IC này thì anh em biết là bao nhiêu tiền đúng không ạ? Nó rơi vào tầm 6-7 triệu. Rồi, cái này là K01, cái kia là K77. Bỏ ra đây phải đánh lửa chạy ro ro. Nó mới khoái, với sự sung sướng. Anh em hiểu không? Không bao giờ chết, bởi vì tài liệu ở đây mà tầm cỡ để này mà chết được IC thì nó hơi bị cùi bắp. Anh em hiểu không? Không được anh ơi, Trần Quang Thái không được nhá. Đấy, thì em lại anh em muốn chia sẻ. Anh em muốn chia sẻ cái gì thì ok cho em. Em chia sẻ cho mọi người. Comment. Anh em muốn hỏi gì cái bộ dây điện này, cái màu dây gì mình trả lời cho anh em luôn. Hay là SU anh em muốn 12 cái chân này là chân gì mình đọc cho anh em luôn, khỏi cần tài liệu luôn, thì anh em comment luôn. Nếu anh em có nhà hứng. Được chưa? Đấy. Hay là cái chân IC này anh em có thích thì mình đọc cho những cái dây quan trọng, chứ mình không thể nào mình nhớ hết 33 chân này được. Đấy. Đúng rồi anh.
Mới hiệu chỉnh AF thôi anh ơi, chưa mở tour được. Mở tour làm luôn, con này mở tour luôn, ngày mai sếp đi Hồ Chí Minh này. Ok. Rồi hôm nay anh em có đặt cái câu hỏi gì thì anh em comment. Để tí nữa em nhờ anh em một chút xíu. Đấy. Rồi anh em là cần IC của K44 hàng Thái anh em comment luôn. Sau này Đình Tuấn bán bất kỳ cái vật dụng gì Đình Tuấn đều test cho anh em, nó phải sống nhăn răng nhăn mắt ra thì Tuấn mới bán cho anh em. Nó sẽ không bao giờ gọi là từ lụp đụp hoặc là chết ngáp chết ruồi cho anh em. A à, Hoàng Hạn ơi liên hệ với anh kia giùm em cái, em mới làm xong ship hàng em live stream này, chưa tắm rửa luôn. Nói đùa anh em chứ em cũng uống được bia đâu. Vừa rồi mang cái bình XO em cũng uống giọt nào đâu. Hai vợ chồng live stream chém gió tí thì em mà rượu em thua. Nếu có bia thì vui vui em làm khoảng vài ve, nhưng mà rượu thì riêng đời em hiện tại bây giờ chỉ còn nghiện thuốc lá thôi, mới nghiện đàn bà thôi. Ngoài ra không có thứ gì em nghiện hết, đặc biệt là rượu bia. Anh Hoàng Hải, riêng rượu bia thì em không bao giờ có mà một năm em không uống hớp nào bình thường. Em còn một cái thuốc lá với đàn bà nữa em bỏ xong thầm thái giám. Ờ con này được anh em ơi. Đây làm con này mở tua xe thì từ rồi. Mua luôn em tặng nhóm học online, tặng bộ tài liệu luôn nhé. Đấy, tặng nhóm học online 15 đêm luôn nhé các bạn. Anh em hãy chia sẻ đi. Em tặng nhóm học online 15 đêm full về FI và khóa thông minh Smart Key. Màu dây điện này em chỉ anh em đọc từng chân luôn, từng vị trí luôn trên cái bộ dây điện này luôn. Đúng không? Tất cả bộ dây điện này từ SU cho tới IC em chỉ các anh đọc từng chân luôn. Nó chạy đi đâu, nó chạy về đâu luôn. Dù nó bao nhiêu chân em chẳng quan trọng. 33 chân đến 100 chân hoặc là em chẳng quan trọng. Đấy. Comment nhanh không hết hàng. Đây được mấy bộ, 10 bộ thì phải. 1, 2, 3, 4 này, 5 này. Nhanh không hết hàng nha anh em, ưu tiên cho anh em nào trước, vượt trước về nhà nghiên cứu trước. 5 bộ này, 6 bộ này, 7 bộ này. Này 8 bộ này. Này 9 bộ này, 10 bộ hết. Đây còn bộ nữa anh em. Trời ơi, khách hàng vô là múc thứ nhất là học. Nó mang cho mình một cái kiến thức vô bờ bến về cái sợi dây này. FI thì nó hoạt động đều như nhau hết. Ê, nhìn một cái này biết bộ ba cảm biến ngay. Rồi dây này dây mát chung của cảm biến từ IC cấp cho nó. Dây này sẽ là điện áp cố định, nhất định là điện áp sẽ là 5V. Dây ở giữa sẽ là tín hiệu. Trời ơi, nhanh lên, hàng rẻ nhé các bạn. Anh em nào tham gia khóa học tặng luôn bộ, kèm theo bộ tài liệu, bỏ bì ship chơi cho anh em. Tài liệu có hết những cái về những dòng xe này luôn. Trời ơi đây, len ken xà beng. Các bạn không chơi cái này thì chơi cái gì nữa. Thứ gì cũng có cho anh em chơi hết. Riêng về đồ FI ở đây thứ gì cũng có. Chuyên cái cho anh em hư hỏng, tụ bơm, nồi côn bi, áp bơm đo, đồng hồ, CKB, đủ các kiểu con đà điểu. Hy vọng khóa học vào tháng 10 này sẽ là cái khóa học cố gắng là ok ấy. Đấy còn hết mùa dịch thì Tuấn mời anh em tham gia khóa học bên mình trực tiếp. Anh em chỉ cần ngồi ở đây lên TV 75 inch này, sơ đồ nó chạy. Từng ké tóc, từng cái kẻ chỉ của nó, từng cái mặt điện của nó mình chỉ cho anh em luôn. Mình đứng gần ở cái máy xúc rửa kim phun, mình chỉ cho anh em nó hoạt động như nào trên TV 75 inch. Đấy, TV thì đương nhiên nó phải là nét căng hơn cái
máy chiếu rồi, đó là quy luật. Máy chiếu thì sẽ không bằng cái tivi này được. Anh em chỉ cần ngồi ở vị trí của Đình Tuấn, ngồi hai hàng lên trên này, mình chỉ cái sơ đồ mặt điện, nó căng đét cho anh em từng sợi tóc, bắn lên tivi này luôn. Lê Văn Mạn báo giá cái gì comment luôn anh em. Comment luôn. Hỏi cái gì comment báo giá luôn. Và cái bộ xúc rửa kim phun này anh em rút 20 xe lấy lại vốn bảo hành cho anh em 24 tháng. Rồi, được chưa? Rồi, cái này vừa xúc kim phun 100 ngàn, xúc bồn đốt lấy 100 ngàn, cho một xe xúc 200 đi. 10 xe là 2 triệu đi, 20 xe lấy lại vốn. Được chưa? Làm nhanh để tăng tốc. Khách hàng vào, tư vấn với người ta, ok anh chị ơi, xe này chạy 10 ngàn rồi, chúng ta phải cần xúc rửa lại kim phun và đồng thời bồn đốt. Đấy. Để chúng ta lấy 250 bớt anh chị 50, khách quen lấy 200 kê vào cái bàn hoặc là cái kệ hoặc là cái xe đẩy ấy, ra cái là kê con xe xúc bồn đốt trong vòng nửa tiếng, nổ garanti, khi nào hết xăng mới hết cái nước chất tẩy rửa cái là tự động xe nó tắt máy, ok giao xe. Đấy, còn hai cái nữa nha anh em, hàng chiều nay mình đi hai cái rồi, cái thứ ba còn hai cái nữa. Lê Văn Mạnh muốn dây điện này bán bao nhiêu thì ok comment bán bấy nhiêu luôn, chẳng có cái ngại gì, vừa cho vừa bán. Đấy, vừa tặng vừa bán luôn, chơi cỡ đó đấy. Chơi lớn luôn cho anh em, cái này là vừa, cái này gọi là bán, vừa bán vừa tặng. Còn anh em nào tham gia khóa học thì ok liên hệ luôn để tặng. Đây nó như thế này này, cái này được cắt rời này, K66 này, cái này của khóa chìa này. Đây, nó nằm ở cầu chì này, không có cái gì đâu, rất đơn giản. Đây đỏ sọc nâu, cái này chạy lên IC này. Ba triệu anh ơi, 3 triệu em tặng cái này. Còn nhiều người dạy online phá giá 500, 1 triệu, cái đó tùy của người ta. Cảm thấy nhiều anh em cảm thấy nơi nào đào tạo giá rẻ thì anh em cứ tham gia, còn em đây nhất định 3 triệu em tặng như vậy, bởi vì em dạy em có một cái chất riêng của em dạy, và đặc biệt anh em xem được clip vào ngày mai, hôm nay không hiểu ngày mai xem lại, những cái đoạn nào chúng ta không hiểu xem lại, ghi vào sổ sách, cứ ghi vào tài liệu đây này. Trần Hội vừa bán vừa cho. Rồi, và đặc biệt cái quan tâm nhất là đêm hôm nay. Đêm hôm nay tất cả phải nhờ anh em có búa ba càng, chó côn, anh em gửi tặng cho địch, bán cho địch Tuấn chứ giờ không còn. Đây, cần nhất những anh em cái này và cái chuông, anh em gửi cho mình sẽ tẩy rửa cái này, mình gia công. Đêm hôm nay rất mong những anh em nào có cái chó côn này và cái chuông côn. Ở đây thì mình tẩy sạch như thế này và để mình gia công anh em này, mình ở đây mình không bắn cát. Bắn cát nó sẽ bị thâm cái càng này. Mình ở đây là dùng thuốc tẩy, tẩy trắng thế này. Mình sẽ gọt cái lớp búa cũ này đi, mình sẽ dán và mình vớt. Đây. Đấy. Ok, sớm mất tuôn mở tua tất cả dòng xe luôn anh ơi. Rất mong những anh em nào vừa rồi đã đặt nồi của Đình Tuấn, hiện tại Đình Tuấn đang thiếu thì anh em phải chờ 2 ngày nữa. Mình đang gia công số lượng khoảng 50 bộ. Và hiện tại mình đang hết cái càng này, rất mong anh em nào có càng anh em bán cho mình. Rồi. Ok, rất mong những anh em nào hiện tại bây giờ anh em nhìn thấy chung quanh cái nhà này không còn bộ nồi nữa. Vừa rồi mình đã livestream, mình đã bảo anh em rồi. Chứ ở đây Đình Tuấn không bao giờ nó chém gió. Bảo anh em năn tay hết là hết luôn. Rồi.
không còn, đúng không? Không còn một bộ nào luôn. Cái này là cái chậu bi là không nói rồi, trong này nó chỉ là cái đồ cũ, mình còn vài bộ đây không đủ gia công. Đây mình đâu nói anh em đâu, hết sạch đến nỗi mà mình cửa hàng mình phải tận dụng những cái búa này. Mình còn đây khoảng còn 2-3 bộ tái sử dụng mấy chuông zin. Rồi anh em nào có khoảng 5-10 bộ, 10 bộ, 20 bộ, 50 bộ, hoặc là anh em nào có bán cho mình cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Anh em cứ chuyển cho mình và mình sẽ nổ tài khoản cho các bạn, yên tâm. Đấy, anh em nào cứ ủng hộ mình thì sau này mình sẽ hướng dẫn anh em cái mô hình này free, chạy tới 15 dòng xe phun xăng điện tử. Dù nó sẽ là khóa chì hay là sờ mất cây, mình bật hết trên cái mô hình này. Mình hứa với anh em trong vòng 1 tuần nữa sẽ xong, nếu mình dặn. Đấy chưa? Đó. Một mô hình chạy được 15 đời xe cho 15 mã IC khác nhau. Dù nó là IC khóa chìa hay là sờ mất kỳ. Đơn giản ở cái bó rắc này mình đấu mình chạy được 7 con xe rồi nha anh em, chỉ còn 8 con xe nữa là xong. Đó, 7 con xe trên cái đống đó rồi đấy, 7 cục IC đấy. 7 mã khác nhau. Sẽ còn 8 mã nữa sẽ làm 15 cục. Còn nếu mà cuộc chơi mà để sợ thì không bao giờ dám đấu này, sợ chập chết IC này nó mất tiền. Đúng không? Mình phải tin vào tay nghề của mình để mình thử những cái dàn IC của mình thì ok. Đó. Rồi Nga Phong, rất mong anh em có nào cái búa nồi này thì anh em gửi cho mình. Mình sẽ để địa chỉ ở trên đấy luôn, anh em chụp lại anh em gửi cho mình bao nhiêu tiền thì mình sẽ cộng lại, anh em cho mình số tài khoản, mình bắn luôn cho anh em, yên tâm. Bây giờ mình sẽ nhắn cái địa chỉ vào trong cái fanpage này mình đang like này, anh em chụp cái địa chỉ lại, anh em gửi hàng cho mình cảm ơn anh em. Rồi Tuấn sẽ ghi luôn địa chỉ là tay ga Điện Tuấn 42 Trần Phú nha anh em. Rồi tay ga Điện Tuấn 42 Trần Phú, thị xã An Nhơn. Rồi phường Bình Định. Rồi tỉnh Bình Định. Rồi số điện thoại 0909 755 993. Anh em vui lòng chụp lại, có gì anh em cố gắng gửi cho mình. Rất cảm ơn những anh em. Rồi 50.000, 55.000 gì đó anh em. Và anh em gửi cho mình chuông là không được đóng. Mình không lấy chuông đóng nha anh em. Đấy, và đặc biệt của Honda. Honda mình mua hết. K44 thì càng tốt, mình đang cần số lượng của K44 cũng có. Nói chung là tất cả dòng Honda. Honda thì giống nhau hết, nó khác nhau của K44 là nó nhỏ hơn. Rồi rất mong anh em chụp lại cái màn hình, cái địa chỉ mình đã ghi. Tây ga Điện Tuấn 42 Trần Phú, thị xã An Nhơn, phường Bình Định, tỉnh Bình Định, số điện thoại 0909 755 993. Anh em vui lòng chụp dùm màn hình. Ngày mai các bạn chịu khó bỏ thời gian khoảng 50 phút gom gửi cho mình. Thì anh em nào không tham gia khóa học online thì chẳng có sao cả, chúng ta vẫn là bạn bè vui vẻ. Thì có cái gì mình lại chia sẻ trong cái fanpage. Rồi thì nồi anh em, hoặc là đồng hồ hư, hoặc là đèn led anh em cứ gửi cho mình. Được không ạ? Đấy thì mình sẽ trả tiền cho anh em. Rồi sau tương lai mình sửa đồng hồ, sửa led. Rồi mình lại live stream anh em ở sửa đồng hồ này, chúng ta cần phải kiểm tra cái này chẳng hạn như vậy. Thì bây giờ chưa nói điều gì, có thể trong tương lai. Được không ạ? Đấy, chuông không đóng gang nhá. Chuông đóng gang mình chúa ghét các bạn. Bởi vì mỗi người có một cái sở trường riêng, chuông đóng gang thì mình không thích chạy. Bởi vì nó không êm. Còn tùy theo mỗi người có một cái cách làm nồi riêng. Và 2 ngày nữa mình gia công xong số lượng có khoảng 50 bộ nồi. Thì anh em nào đã đặt nồi thì anh em hãy vui lòng đặt trước thì anh em sẽ có trước. Đó. Anh em nào lấy sau hoặc là hết rồi thì anh em phải thông cảm. Bởi vì nồi cứ phải gia công tích tắc có khoảng vài chục một. Bởi vì nó bị thiếu chuông và búa ba càng. Đấy, mình tẩy rửa cho anh em trắng chứ không bánh cát.
anh em về nhà rửa tay sạch, chịu khó lắp vào là xong. Ok anh, Nga Moto. Mà khoảng 100 cái thì cháy khoảng 10 cái là được, 100 cái mà cháy mất 80 cái thì chết em. Nga Moto hiểu không ạ? 10 cái nó cháy khoảng 3-4 cái thì bình thường, 10 cái nó cháy cả 10 cái thì chết em ngay. Về nhà em tẩy thì chết em, nó ngứa lắm. Thuốc tẩy nó ngứa cực kỳ nha anh em. Chứ đây là bánh cáp nó bị thâm cái càng em không có thích, bởi vì nó xấu. Em ở đây tẩy cho nó trắng nhôm rồi luôn. Đây, trắng bóc này anh em thấy không? Đó, nó sạch sẽ lắm anh em, chịu khó. Lần này em làm bỏ công ra khá là nhiều. Em tiện, em gót, em bào, em chà, em lau, em chùi cho anh em ấy. Về nhà anh em không có chỉnh sửa gì cả, chúng ta bỏ vào là xong. Rồi, anh em nào quan tâm về sản phẩm thì dây điện hoặc là tham gia khóa học online thì anh em cứ comment. Cần bất kỳ một thiết bị máy móc nào được tư vấn nhiệt tình và đồng thời hỗ trợ nhiệt tình về sử dụng máy, cứ yên tâm. Cứ mua máy, không phải là mua máy xong tay ga thì toán là bán xong nó bỏ con dưới chợ đâu. Chửi vào mặt luôn, gọi thoại chửi vào mặt nó luôn. Mày live stream mày bảo mày bán máy hỗ trợ nhiệt tình, mày tao mày không biết dùng. Yên tâm, tặng anh em nhóm học 15 đêm hết. Kế tiếp, 15 đêm mà mua máy được tặng nhóm học 15 đêm với bộ tài liệu mà chẳng lẽ không biết làm thì nó bèo hả? Trời ơi, bán mình ít thuốc tẩy. Và cái thuốc tẩy của em nó tẩy cỡ này thì nó trắng mẹ còn nhớ là Ngọc Trinh. Đây, em không bao giờ bán cát này, anh em nhìn thấy không? Để anh em biết cái thuốc tẩy rồi, em chỉ lại cái nữa này. Em làm sạch lắm chưa anh em? Không phải là gia công bẩn cho anh em rồi đưa anh em về lắp đâu. Đây, đặc biệt anh em cần vi sờn thì anh em hãy vui lòng bán cho em đây. Trước khi gia công là phải tẩy. Lên bàn tiện rán nó mới sạch, keo nó mới ăn. Còn bây giờ dầu nhớt không, nhiều ông mang đi rán. Nó bẩn ơi là bẩn. Tẩy rửa xong mới gọi là gọt cái lớp bố này đi. Rán phíp khác lên. Canvert. Đây, chúng ta nhìn thấy không? Trắng như Ngọc Trinh. Đó, đây nữa này. Đây này, khe này. Móc để ngoáy cho anh em thì đâu phải là dễ ăn đâu. Phải dùng cái bàn chà bóp đánh răng, bàn chải đánh răng cọ, tẩy rửa cho anh em ấy chứ này. Đó, lỗ này. Ngâm tẩy cho anh em này. Ngâm 15 phút rồi ra tì bò. Ok, Linh Mai cảm ơn anh em nhiều nhá. Thì con Đình Tuấn thì 100 người mua thì phải có 99 người khen là chuyện bình thường, hoặc là 90 người thôi. Còn có thể là sơ suất ra một anh em nào lắp hoặc là đồng thời căn chỉnh. Tuấn dám đảm bảo anh em thì đương nhiên nó một bàn tay không thể nào 5 ngón nó bằng nhau được. Đôi khi nó phải có sai số một tí. Đấy, nên chúng ta hãy cố gắng. À ok anh Trần Hội. Và cái thuốc tẩy này về nhà pha với nước nha anh em, nó cực rẻ thôi. Pha với nước nó cực rẻ. Trắng kinh khủng. Rồi anh em nào có cái búa ba càng của Vision để cho mình luôn nhá. Mình đang cần số lượng của Vision. Hết cô rồi anh Trần ơi. Tới Tết anh Trần ơi. 28 Tết em gửi cho anh vài bộ, giờ hết nồi rồi. À, hết nồi nhanh dần, thông cảm. Em chẳng còn cái gì nữa, còn mới cái bịch, mới cái thùng. Đó. Thì anh em biết rồi, cái nồi mà em gia công mà nó nhiều tới mức độ vậy mà anh em ủng hộ nó hết. Thì anh em nào hay có nồi thì bán cho em, và sau em lại chia sẻ cắm những cục UC này thử sống chết. Thì với Đình Tuấn thì không biết nói làm sao, chứ không phải là phét lác cầm những cục UC này phích một phát sống hay chết, kể cả đệ tử. Còn những cục IC của mô tô hoặc là xe gì không biết, có mấy cái loại IC này rơi vào tay mình chỉ cần phọt phẹt cái là biết sống hay chết. Nhanh hơn ăn gói mì tôm.
không cần phải thử, không cần phải thay loại trừ. Bởi vì ở đây mình thứ nhất là mình biết đo những cái chân này, cái thứ hai ở đây mình có đồ nghề, có mô hình, thì con xe này làm sao mà chạy được hả anh em? Chỉ cần bật khóa điện lên đo một cái là biết sống biết chết, tích tắc. Không có nhiều, khoảng tầm 50 cục các loại xe, 50 cục IC. Thì anh em biết là bỏ tiền ra mua cỡ nào. Rồi và anh em nào lại có IC này chết nó gửi tặng cho mình, mình lại đánh ban lại chỉ anh em. Được chưa? Thì coi như cái này chúng ta bán về chai được bao nhiêu tiền. Thôi tặng Điện Tuấn đi, lại lên xem nó live stream trên fanpage. Đấy, quà mình tặng, mình lại không hiểu về cái ban này chết như thế nào, thì rơi vào tay ga Điện Tuấn nó lại chỉ cho mình, thì mình tặng. Hãy cho đi rồi sẽ nhận lại. Các bạn cho Điện Tuấn thì Điện Tuấn về nhà lại gác lên đây. À anh em ơi, cái này chết mặt này nhá. À anh em ơi, chết mặt ba pha nhá, chết mặt đề nhá, mặt phun xăng, mặt CKB nhá. Thì lần sau anh em cứ nhớ màu dây như vậy chúng ta đo. Đó. Đấy, sắp răng rồi đấy. Hai cái rắc này chạy 6, 7, 8 con xe trên này rồi. Hai rắc này chạy được 7 dòng xe. Rắc zin chạy một dòng nữa là 8 dòng. Còn 7 dòng nữa ngày mai múc tiếp. Đây, ngồi đấu lòi mắt này ra anh em này. Đang đấu cái chân IC của K0166. K01 của SH216. Đấy, để chạy con xe này có mã Smoky này. Thay ổ khóa này, khoét hai bóng đèn xi nhan. Bóng đèn Smoky nằm ở đây. Đấy, dây điện nó sẽ nằm ở đây, hộp SU chạy không đây. Đồng bộ cho anh em tích tắc, chỉ cần có cái mã SMID. Rồi, các bạn anh em có hỏi câu hỏi gì không ạ? Ngày mai nữa xong rồi, ngày mai nữa sẽ là chạy xong cái mô hình. Và đang mua rắc của SH2020 và Vision 2020, Vision mới bây giờ, để về nhà chạy nốt. Thì hiện tại mình đây không có cái rắc nó. Rắc Vision mới và SH mới bây giờ là nó nhiều chân hơn. Thì hãy để những ô trống, đặt rắc về nhà chạy nốt cái Vision mới và SH mới là xong. Còn tất cả nó phải ok hết. Chân IC ok hết rồi lên ổ khóa. Ok. Dù nó là xe gì, miễn sao là Honda có Smoky, nó phải nổ. Trần Quang Thái thì máy nào có cái hay của nó Smoky thì đương nhiên nó mở tua được xe đề từ. Còn Motorscan thì thông số nó đọc sẽ chậm rãi hơn cho anh em và nó hiệu chỉnh được AF. Đấy, thì anh em nào muốn ok hơn thì các bạn cứ gọi trực tiếp cho Đình Tuấn được tư vấn cho anh em nhiệt tình. Chạy trả góp thì các bạn phải đưa trước 50%, 50% dạy xong các bạn trả. Còn các bạn là không trả thì các bạn khỏi cần trả luôn. Ê, được chưa anh Tuấn Lực? Hãy nghe Đình Tuấn đi. Nghe một cái thằng bơm hơi vã lốp nó ở đáy xã hội, để ngày hôm nay nó thành công thì các bạn cũng đi theo nó để thành công đi. Bởi vì anh để kiếm được một người tài tiền thì Tuấn không dám nói ấy. Bởi vì Việt Nam nhiều thợ xe máy tiền nhiều, nhưng để đủ để tài để làm FI này ấy, thì cũng khá là kinh khủng. Ngày xưa cách đây khoảng vài năm thì không dám nói, nhưng hiện tại bây giờ là 2021, dám khẳng định của mình, những cái xe này giải quyết chẳng cần phải ngại bất kỳ một cái điều gì. Anh em cứ nghĩ như vậy, một thằng từng sửa xe đạp, thay xăm lốp xe đạp để ngày hôm nay được thành công. Dám khẳng định với anh em điều đấy. Cái cổ áo này hay bị đứng gập lại cho nó lịch sự một tí.
Thứ nhất là mình đi ngoài đường mình hay vén cổ áo lên, anh em biết tại sao không? Nắng nó không đen cái cổ. Rồi chúng ta có hỏi cái gì, chúng ta giao lưu cái gì thì anh em cứ đặt câu hỏi, anh em muốn Tuấn hỗ trợ cái gì hoặc là muốn hỏi cái gì thì anh em cứ đặt comment, mình sẽ trả lời ngày hôm nay ngay. Đúng rồi, thời tạo thế. Mà em chia sẻ với anh Lê Văn Mặn này, tạo thế nhưng mình phải chịu khó luyện, mình phải chạy nhanh để thời đến mình là mình phát, còn bây giờ thời đến mà mình chẳng biết cái gì thì lấy đâu mà phát đấy. Nhiều người bây giờ thời đến bảo ừ Tuấn ơi, ví dụ em chưa dạy online nhá, ăn mặn nha, bảo Tuấn ơi bạn nói hay vậy sao không dạy học đi, thì bây giờ tiền đâu để đầu tư xe mà dạy, đó là thời đấy, nhưng không có tiền thì làm cái gì. Bây đi vay nửa tỷ để đầu tư dàn xe này với máy móc này thì ai cho vay, sổ đỏ không có thì lấy gì mà đi vay được nửa tỷ. Thế anh em chờ đợi, nếu mà chờ đợi trong vòng 1 năm không thấy Đình Tuấn dạy, không thấy đầu tư dàn xe như thế này, đang nói ví dụ là chưa dạy nhá, thì anh em đâu còn sự chờ đợi nữa, anh em bỏ Đình Tuấn đi theo người khác ngay chứ. Mà bây giờ bảo thì Tuấn bây giờ đầu tư nửa tỷ thì tiền đâu. Nên thứ nhất chúng ta phải là gì, phải luyện và đồng thời phải có tiền, góp lại có tiền để đầu tư rồi chúng ta dạy thì anh em mới học chứ. Chứ bây giờ live stream trong tiệm này có 3 con xe cỏ thì ai mà học. Chuẩn bị đang đi kiếm 3 con xe Winner X, Ad Center 155, SH mới là đập 1 lần 3 con luôn. Bữa giờ chưa có. Xe mới thì mua nó hơi bị chát, mua được nó phí. Chẳng qua nó chênh lệch nhau, xe mới xe cũ chỉ có 10 15 triệu. Nó phí. Mua là mua được ngay. Chứ không phải là ừ bây giờ bỏ ra mua 3 con xe bay khoảng gần 200 triệu, trăm mấy 200 triệu mà tiếc chỉ 15 triệu nữa có thể bục ngay. Nhưng để 45 triệu lại đầu tư mua mấy cái máy bấm tít tít. Phải kinh doanh, phải nghĩ như vậy chứ. Dạo này mùa Covid ở đây ít người bán, chứ bình thường mấy thằng nhỏ nhỏ ở đây nếu bảo ở An Toàn ở SH cân em cái, mọi khi đi Tuấn ngày xưa mua mua xe nó chỉ là tích tắc, mới anh em mà sau này nó chơi đề chơi bài bạc, nó trúng được vài hôm thì nó mua xong, mẹ nhiều lúc nó chưa có đít cơ. Anh Tuấn ơi em chưa lấy đít đây, em đưa anh cái bộ sơ với giấy tờ đưa cho em cái, bảo anh lấy cả vẹt. Nóng tới mức độ vậy thì đương nhiên tùy theo con xe, Vision thì lỗ 7 triệu, SH thì lỗ 10 triệu hoặc là 15 triệu sẽ cân ngay. Học trực tiếp để hết cái dịch cho ăn, chuẩn bị hết dịch cái đã. Từ bữa rất nhiều anh em hỏi để nó bớt bớt cái dịch xuống để cho nó thông thoáng, đi từ cái nơi này đi về nơi kia một chút xíu nó sẽ ok ngay. Euro thì tùy theo anh à, chờ Euro thì không bao giờ nói điều đấy, nó hết tiền, nó khát máu, nó hết bất kỳ nơi nào, không phải chờ tới đá bóng. Và những dòng xe mới ở đây long quăng thì ở quê em thì em mua chưa có nhiều đấy, em đang cố gắng đăng những khu vực này em mua lần 3 con nữa luôn, có xe nào mua trước xe đấy. Ad 155, Winner X, Winner XR này còn hơn 20 triệu, 25 triệu chứ mấy anh, mới giờ nó gần 40, giờ nó bán lại khoảng 25 27. Winner X nó rẻ, Ad 155 thì nó phải trên 40, xe cũ mới năm mấy mua lại trên 40, múc ngay 42, múc 42 đổ lại mới múc. Sở mất kia thì khoảng 42 triệu múc, khóa chìa khoảng 39 rơi vào 40 triệu múc. Rồi 2 con khoảng hai mấy, mấy bốn mấy cho 80, mới làm con SH nữa, gần trăm nữa, trăm mấy, bụp. Còn mua mới nó hơi bị phí, chứ không phải là thằng này nó nổ, mẹ nó đăng lên, nó phét tiền đéo là mua xe nhiều lúc như vậy. Mẹ chẳng lẽ bây giờ điên điên cục khùng vào hết, sắt 3 con xe về nhà. Về live stream xong thì chắc may lắm thì được khoảng 500, 300 anh em xem live chứ mấy. Thì nó phí, mình tự nhiên mình không có ngông cuồng kiểu đó được, anh em hiểu không? Tự nhiên bây giờ mẹ, một thằng nào nó khích và thằng ấy là mẹ có tiền, thế mình lại nổi cái con máu của mình lên, mình đi sắt 3 con xe mới về nhà, thế mình bị ngu. Người ta mới khích nhẹ cái mình đi tha về, thôi kệ mẹ chúng nó chẳng hạn như thế. Nó bảo ừ thằng này phét lác, thằng này live stream nổ thì đéo có tiền, ừ đéo có tiền. Cho nó chắc.
Với thì toán là vậy, còn bé bây giờ để mà chơi, mà để chơi luôn ấy thì bé ăn 5 năm có cái gì phải ngán nào. Mẹ cứ ăn đồng chia đủ, múc hết, không có ngại. Nếu mà xa kệ. Để chứ ba con xe mua lại khoảng 200 củ thì búng phát một thì nó ra ngay chứ anh em gì đâu. Quá bình thường. Chỉ sợ nhất là bây giờ ba con xe đấy tầm khoảng 2 tỷ 4.000 tờ polymer Đình Tuấn nó mới gọi là to như cái núi. Còn 200 triệu giờ thì phải nó búng nhả phát, nó rớt bịch bốn sập. Bây giờ vào trong cái tủ sửa xe đây gãi 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 ra cái có hai sập. Thiếu hai sập nữa là ăn số tài khoản. Anh Lê Văn Mặn này em không thích chơi kiểu đấy. Kệ thiên hạ có khích gì thì khích, em không mời chơi. Kệ. Bởi vì bây giờ anh em phải hiểu này, mình đã làm kinh doanh. Nếu chúng ta chỉ cần, nếu em ngày xưa nóng nảy thì em không nói nhá, bây giờ nhá. Chỉ cần một cái câu khích lệ cái chúng ta làm cái chúng ta đi ngu hết. Đấy, bởi vì một cái lòng tự cao của chúng ta, tự đại chúng ta bốc lên cái tự nhiên chúng ta tan nát. Không phải tan nát gia đình cái vấn đề đấy, tan nát tiền. Còn chúng ta kinh doanh thì chúng ta phải so đo, phải tính toán. Cái gì cần cho, cần tặng, cần bán rẻ là bán. Còn khi mà ra cuộc chơi làm ăn là phải có sự tính toán. Không tính toán thì nó thất bại à. Ừ. Bây giờ anh em biết tại sao em chia sẻ thêm một cái này nữa. Khích lệ để em vác tiền đi mua ba xe trị giá khoảng 200, tầm 200. Được chưa? Nhiều người chỉ có một người đến hai người để khích em, 100 người hai người thằng ấy ngu nó khích mình nóng lên mình đi mua, còn 98 người còn lại bảo mình là ngu. Người ta bảo thằng này biết tay nghề sửa xe, nó lên trên mạng này nó bán đồ, nó dạy học, nhưng nó lại đi mua xe mới, nó là thằng ngu. Hai người nó chửi mình ngu. Mình đi làm theo hai thằng đó, 98 còn lại nó bảo mình là thằng dốt, mang tiền vứt cửa sổ. Thế thì bây giờ làm mua ba xe mới và trong hết rồi quay cái clip video xong rồi dẫn về tiệm. Ừ, anh em ơi hôm nay mình mua xe mới này được mấy ông 300 ông like là cùng bảo các ông bấm số 1 thì các ông bấm số 1 thì các ông cầm mất mất cái gì. Ê, mình lại mất mẹ 50 triệu hoặc là hai ba chục triệu tiền mua xe mới chẳng hạn như vậy. Đó là chỉ, đó là cái gì đó mình nói vui, mình góp ý thôi, còn thiên hạ mà. Đấy, nó khích lệ gì kệ ông nội chúng nó bận tâm cái gì. Biết sao mình thì nó không sai cái lương tâm của mình thì mình không nổ là được, anh em hiểu không? Đấy, không nổ là được. Còn nhiều thằng ấy thì mẹ trừ khi mắt nó cận, còn nó như mẹ nó nhìn thấy cửa hàng thì Tuấn đây nó phải biết là mẹ thằng Tuấn này không có tiền tỷ nhưng có tiền trăm nó có mà đầy. À, tiến biển Dương thì vẽ tóc nó bạc hơn Đình Tuấn thì đương nhiên thì Đình Tuấn phải thua nó là chuyện bình thường. Bây giờ một cái thằng đầu xanh thì vẽ, bây giờ một thằng đầu bạc, một thằng đầu xanh phải thua thằng đầu bạc chứ. Đúng không nào? Ông nào đồng ý với tôi bấm comment. Đúng không? Vậy bây giờ một cái thằng thì vẽ đẹp trai phơi phới này, đầu xanh này thì phải thua cái thằng đầu bạc chứ. Đó là quy luật, như cái thằng đầu bạc thì thua cái thằng đầu xanh bao giờ. Không anh ơi, sống tu là mở lên luôn. Tí nữa anh gọi vào Messenger hoặc anh truy cập vào Zalo cho em đi. Tí nữa anh để lại số điện thoại em gọi tư vấn cho anh luôn. Anh em nào muốn băn khoăn 50-50 về mua máy hoặc là được hỗ trợ hoặc là được tặng cái gì, truy cập vào Zalo em 0909755993. Hoặc là để lại số điện thoại bảo Tuấn ơi, mình cần bạn gọi lại cho mình, tư vấn cho mình, ok ngay. Một cái sim mà 0909755993 là sim chính. Còn cái sim là 0395459779 là cái thuê bao trả sau. Gọi tẹt kim anh em ơi. Tháng nhiều lắm thì 500 nghìn như mấy. Một tờ. Đấy. Mình có số phụ ở đây nữa. Còn ngoài ra sẽ không bao giờ dùng cái số thứ ba. Thằng nào gọi nhà máy không phải số ấy, bảo tay ga Đình Tuấn chửi cho nó há mồm nó luôn. Mà cái giọng của Đình Tuấn này thì chẳng có nào nhái được đâu. Bởi vì khi nó nhấc điện thoại lên nó có cái nói riêng của nó chẳng hạn như thế.
Alo, em nghe đây, được mấy cái thằng vào nhà được anh em, nên có rất nhiều cảm ơn nhiều anh em thật sự. Nhiều lúc mình gọi điện thoại hồi giờ mình chưa gọi bao giờ, gọi lên cái anh em nhận ra giọng ngay, rất giỏi, cảm ơn. Rồi anh em có câu hỏi gì, có thắc mắc gì cứ liên hệ với em. Em bán điếu thuốc pha cho đẹp trai. Thật sự em mà lên đồ mẹ cỡ hot boy lặng quạng chưa lại, chứ về nhà em chịu khó đánh phấn một tí mà lên đồ. Em đi con SH hoặc là em ra kia em thuê con ô tô mà ra ngoài đường thì oai như rồng ngay chứ. À, đúng rồi, Nguyễn Trọng. À, Nguyễn Trọng đây bảo thua Tiến Bình Dương. Ừ, thua hết. Thì em thua cả Nguyễn Trọng luôn. Em chẳng hơn thằng nào cả. Lên trên này nó phét giỏi thôi. Và Nguyễn Trọng này thì ở đây chúng ta là anh em chứ không so bì với nào hết, đời mẹ gà hơn nhau ở tiếng gáy thôi. Dù tiền nhiều hay là tiền ít thì phải quan trọng là nhìn cái mặt thằng đấy có chất chơi hay không. Còn tiền nhiều mà để mẹ nó không chất chơi, sống bo keo kiệt thì chả là cái mẹ gì cả. Hay nhiều thằng giàu mẹ sống mẹ keo kiệt, ăn không dám ăn mặc không dám mặc thì cũng vứt chẳng hạn như vậy. Nghèo và giàu nó luôn luôn như thế, chẳng hạn như thế. Mẹ sống dù nghèo hay dù giàu sống là phải chất, thì mẹ ăn mặc là ăn mặc, chơi là ra chơi, chơi nó phải xứng đáng, nó phải chất thì nó mới mẹ gọi là chất chơi. Mẹ sống uống vài chén bia chén rượu vào chẳng hạn như vậy nó phải đẳng cấp, chứ mẹ không phải là mẹ mang hình xăm con rồng thì mẹ uống rượu say cởi ra khè thế này, xăm đầy người thế này là đại ca. Đại ca thì mẹ phải sống cho chất, anh em hiểu không? Đấy, cuộc chơi là nó phải như thế. Ê, mình đi làm bộ dây điện đi chú em. Để anh yêu tiền bộ chú dây điện. À, cái bộ cáp, riêng bộ cáp ăn tặng chú nhá, không lấy tiền nhá mình uy. IC anh phải lấy tiền chú à, tí nữa ok chốt đơn ngày mai anh gửi luôn. Con IC anh không muốn bán. Bởi vì con IC cuối cùng trên mô hình này anh bán hết rồi, còn một con IC đó. Bán nữa thì anh cháy máy, còn riêng chú ok. Anh tặng cho chú một cái cáp mở tua, chú có laptop anh cài tặng chú cái file. Ok chốt bộ dây điện này ngày mai anh gửi luôn. Bây giờ cáp anh tặng chú vừa rồi, chú mẹ lì xì anh 600. Đấy, anh tặng chú cái cáp. Mấy khóa học gì là thật, anh có cái gì hay anh tặng chú, riêng chú. Bữa nào anh sẽ có dịp về ngoài kia. Vừa rồi có một thằng cu em kia ở Hà Nội, ở Chương Mỹ. Thằng cu em ấy bảo, nghe bảo anh Minh Huy giới thiệu anh bán nồi chạy ok, em ủng hộ. Đấy, cảm ơn chú nhiều. Thì chú vào đây rồi, chú biết chất chơi rồi, mày nó phải xứng đáng, tùy theo lúc ăn bận, ăn mệt nó khác chứ. Bây giờ mẹ nó đang tươi cười chẳng ai hỏi, tí nữa về nhà ngủ mệt anh em lại hỏi chẳng hạn như thế. Được chưa, chốt bộ điện ngay. Lê Văn Mạn tiền nhiều không biết xài giống như thằng kheo, không phải chất. Cái gì mình thích là mình phải mua, chẳng có len en là chẳng có vợ nào cản được. Mẹ khi mà nằm liệt ra đấy thì mẹ mình đòi mua cái này mua vàng để mình đeo mà mẹ con vợ nó cấm cản mình thì ok. Còn bây giờ là bất kỳ mua ở đây Điền Tuấn mua cái gì vợ không bao giờ can thiệp, chứ không len en được. Nó hay ở chỗ đấy. Mua xe thì không cần biết phải coi ngày giờ, bởi vì ngày xưa mình mua bán xe mà dù ngày đen ngày đỏ, bây giờ mình bán là mua, mình mua được là mình đỏ. Đấy, mình nó bán mình mua hợp lý được, cảm thấy cái giá được là nó đỏ, chẳng có phải ngày giờ gì cả. Xui thì nó chết thôi, chứ không bảo tại số được. Anh em hiểu không? Đến ngày đến giờ khác định nó sẽ chết, né được một phần nào thôi chẳng hạn như thế. Còn bất kỳ mua cái gì không lẻ,
sợi dây làm hơn 100 triệu, mẹ về nhà mặt hơi buồn tí thôi, buồn hơi tí, bảo anh đi mua dây mà anh không dẫn em đi để em cùng lựa với anh, để phụ nữ là thế đấy. Vừa rồi làm sợi dây vẽ hơn trăm, vừa rồi cầm đi một đống Quy Nhơn để mua SH, mua đồ đợt lâu ấy, tôi cầm đi khoảng 200 triệu, mẹ tôi sắt đi, tôi đòi mua mấy con xe, tôi chở ô tô về. Cuối cùng tôi mua được con Valeo 46 triệu đấy, tôi dựng ở góc đấy, còn hơn 100 tôi vào tôi đập sợi dây luôn. Về nhà thì vợ hơi buồn tí, bạn đi mua dây số tiền nhiều này không đưa em đi coi em chọn với, buồn thế thôi, còn không phải là mang cho gái về nhà đeo. Hôm sau nhờ vợ chạy xuống lấy cái móc câu, thì móc câu đấy cũng thằng em trai ở bên Lào nó tặng cho cái móc câu đấy, về nhà mình tháp vàng vào. Đó là thích chơi, cái lắc cũng vậy, thích thì mình mang ra chơi, chơi đó là cái niềm đam mê, có đeo bao giờ đâu. Sửa xe này đeo cái sợi dây thì mày nó nặng lắm anh em ạ, ở đây hôm nay không dám đeo nữa này, mày nó nặng lắm, tầm hơn 100 triệu là nặng rồi đấy. Mày cái lắc này nữa này, lắc này 3 cây nữa này, đeo nó nặng. Đã qua lâu lâu thích thì mình đeo chơi, không phải là mình khè, bởi vì cái đó là cái niềm đam mê đấy, mình thấy người ta đeo thì mình ước thì mình thích thì mình mua thôi, chứ không phải là mẹ thằng này có cái sợi dây có cái này nó khè khè mà trong đít thì mẹ nó đít lúc nào cũng cạn khô, móc chẳng có đồng nào, khè làm cái gì. Thì Nguyễn Trọng này, em trả lời anh này, trở về cát bụi giàu nghèo cũng như nhau, chuẩn. Cuộc sống này giàu nghèo chết đi trở về cát bụi, nhưng khi còn sống thì hãy phải cố gắng. Ai cũng biết là chết trở về cát bụi, tài sản hàng tỷ, vài chục tỷ chẳng ai tiêu, nhưng đó là cái niềm đam mê mình đang kiếm được thì mình cứ kiếm sau này cho con. Hoặc là cái niềm đam mê khi cuộc sống một thằng khổ như tay ga Bình Tuấn này, nó làm thành công thì nó phải mua phục vụ cho nó, nhưng nó không bao giờ để cho vợ con, gọi là cái từ nó đói, vợ con nó phải nhịn ăn, nhịn ăn. Bà Hằng, như bà Hằng thì bà Hằng bà mới lôi ra bọn nghệ sĩ được, không có bà Hằng thì mẹ mấy cái thằng nghệ sĩ nó ăn từ thiện thì có thằng nào dám hó hó ra, thì mẹ nó thuê giang hồ tới tận nhà nó đập cho những cái thằng gì mà tập gym đấy. Vậy như bà Hằng mới ok đi, bà Hằng bà mới lôi được bao nhiêu cái thằng đầu to ra để nó chìm xuống, nó đang như một ngôi sao thăng hoa trên bầu trời, hàng vạn con người của Việt Nam này phải luôn luôn yêu mến nó. Rồi nó hắt xì một phát là phải hỏi thăm, nó kêu gọi một phát là phải ủng hộ. Rồi như bà Hằng, mấy ông phải hiểu cái câu nó đúng câu là nó sai, ông hiểu không đấy. Còn bây giờ có tiền thì mẹ mới đi được con ô tô khoảng 5 tỷ, ô tô 5 tỷ mẹ ngồi sướng đít hơn ô tô 1 tỷ. SH bây giờ đương nhiên phải đi sướng hơn con A Black, đầm hơn, thắng ABS chạy sướng hơn, nhưng không có tiền bây giờ làm gì. Đó là cái ước mơ. Giống bây giờ hút thuốc này, bỏ phổi này, vẫn hút, nhưng bia rượu lại chẳng uống. Bây giờ hút thuốc nhiều này, lại uống rượu bia vào nhiều thì lại càng chết. Nên bây giờ tôi lại không hút thuốc, uống bia, uống rượu. Và không uống thì thôi, uống mà để tôi say thì hơi bị khó. Dám đảm bảo điều đấy luôn. Đấy, không uống thì thôi, uống mà để cho thằng Đi Tuấn này say mà để nói nhảm ấy, thì không bao giờ có cái từ ấy xảy ra. Nó phải chuẩn, sẽ không có lèng èng được. Lê Cường thì mẹ đúng rồi chứ. Không đúng rồi thì làm sao mà có cơ sở hiện tại. Đấy. Mình phải có cái nỗ lực của mình phải tự hào về bản thân của mình. Răng đây lâu lâu mẹ đi đánh trắng, mặt đây lâu lâu đi bảo dưỡng, bữa nay đang Covid không đi bảo dưỡng được, chứ bình thường một tháng phải đi bảo dưỡng 2 lần. Cho em mẹ đắp kem vào, mẹ vệ sinh mặt, massage cái đầu cho nó sảng khoái, cắt những cái bộ tóc cảm thấy em thích cái tóc kiểu nào đẹp em lên cho ăn một kiểu. Mình phải bỏ tiền ra mình đi hưởng thụ, hoặc là mình đi đấm bóp lưng. Vợ mình ở nhà có thể là yếu, nó không thể nào nó đấm được, bởi vì nó không phải là dân chuyên nghiệp. Còn dân chuyên nghiệp nó đơn giản, ăn xong chỉ đi massage nó quen rồi, tay nó đấm ok, nó bóp, đúng không? Phải đi hưởng thụ. Nhưng đi hưởng thụ cái gì thì đi hưởng thụ, không bỏ tiền ra nhiều cửa sổ,
không bị người khác dụ dỗ mình để mình móc tiền của con vợ mình hoặc ở trong két mình để cho nó. Cái đây là mình đi phục vụ bản thân của mình. Em ơi, dạo này anh cảm thấy mệt, anh cần đi massage. Chuyến này anh đi khoảng vài tiếng về đấy, để cho nó khỏi gọi. Em hiểu không? Nó massage, nó đắp những cái kem. Em có kem gì ok massage cho anh tí, tầm quất cho anh tí, tầm quất cho bài bản. Mẹ, nhiều cái chỗ mà massage nữ ấy, những cái ba anh em biết không, những cái vào trong ấy hai vợ chồng mới vào được, bởi vì nhiều nhiều chỗ nó không làm đàn ông, mới con bé đấy nó làm thì bao phê những cái chỗ mà chuyên trị massage cho phụ nữ ấy. Phải đi cảm giác, nhưng mẹ cứ ngồi ăn xong cứ quạt quạt cà lê mỏ lét luôn thôi, dầu nhớt. Khi chúng ta đã có, chúng ta phải đi hưởng thụ một tí. Nhiều lúc cảm thấy hai vợ chồng chở nhau đi cái chỗ đấy thì đương nhiên luôn luôn làm cho cặp vợ chồng đấy. Hoặc là ok, hôm sau vợ mình đi đâu hoặc là bận mình tới đấy, người ta biết mình rồi, ở có vợ đấy, VIP mỗi ruột, ok. Thì người ta sẽ hỏi chị nhà hôm nay đi đâu vậy ăn, và chị nhà ăn đi công chuyện, thì anh ấy bảo vợ ăn hôm nay ăn mệt, anh ấy xuống đây nhờ các em, vừa rồi anh đã đi rồi đấy, ok mời ăn 5 lít 7 lít 1 triệu một phát, xuống hết cả người. Phải lo kiếm tiền thì làm vấn đề đấy. Đấy, còn là nhiều bây giờ chúng ta bây giờ này thì kiếm không ra tiền được thì chúng ta phải tiết kiệm. Như bản thân của Tiến Tuấn ngày xưa thì mẹ khổ như con chó, gọi là từ con chó đấy anh em hiểu không? Mẹ thiên hạ, mẹ bao nhiêu thằng nó rủa rồi gốc Bắc này, bảo về phía vợ, đặc biệt gốc Bắc. Người ta hay có câu là đừng bao giờ về phía vợ. Thì mẹ tôi ngày xưa về Bình Định này, tôi gốc Bắc chứ gốc gì đâu. Giấy chứng minh tôi còn gốc Bắc, Thạch Thất Hà Tây. Đấy, tôi mới về đây năm 2010-2014, tôi mới làm sổ khẩu, tôi mới nhập sổ, nhập tịch ở đây chứ. Nhiều người ngày xưa biết không, mẹ nó cái thằng này chỉ là cái thằng sửa xe. Sửa xe này thì thằng nào cũng ghét hết, không phải là ghét, nó chê. Anh em hiểu không? Thì mẹ nó chê, chê sửa xe, thằng này không có học thức, hoặc là thế nọ kia, nó nhìn vào. Và đặt vợ làm giáo viên nữa, xóm làng nó bảo mẹ con này bố mẹ nó cho đi ăn học đại học, giảng viên. Mẹ tự nhiên lấy cái thằng mẹ sửa xe cùi bóc về nhà ở nhờ phía vợ. Thì mẹ nhờ mấy câu khích đấy, hoặc là anh em bà con mình khích, thì mẹ hôm nay làm để lần sau có mà quay về hoặc làm con ô tô xây năm mẹ đi, nó mới gọi là sự đẳng cấp. Đấy, đó là một cái nỗ lực để người ta đánh giá mình, người ta ghét mình, người ta trêu chọc mình, để mình cố gắng đi lên. Trời sẽ cho ngay, trời sẽ cho bảo tay ga Đình Tuấn này, mẹ mày bị người ta chửi rủa, coi thường mày ở phía vợ, mày cố gắng mày làm ăn ok, hôm nay lộc đến thì phất. Chuyện bình thường, bây giờ thằng nào dám ho nữa không? Đấy, ngày xưa có thằng có nhà khoảng tỷ, có ô tô mẹ mua lại là khoảng 4 lít, bây giờ bán chắc còn 2 lít, thằng dám ho nữa không? Rồi, ngày xưa mình mẹ về đây đi con xe quay ghẻ Trung Quốc, con Attila đời 2014 lên Bitto, dạo làm Sài Gòn hãng SQM, Attila 2014 mua 14 triệu, về nhà lên Bitto nữa bay mẹ nó 20 đấy. Rồi dạo ấy, nó đi những xe xịn, bây giờ mình thích đi SH hả? Thì tao bữa nay là không thích đi SH, tao đi xe quay xe đầy đầy đấy. Cái quy luật là cuộc sống này nó là thế. Khi mà cái tầm ngắm của mình cảm thấy mình ao ước nó có SH, mình mua được SH rồi mình lại chán. Tôi chỉ có xe quay và con Sirius tôi đổi đi liên tục. Em xin chào anh Xuân Sinh. Đó là cái quy luật thì anh em hãy cố gắng đi lên. Chẳng thiếu cái gì trong cuộc sống này cả. Thiếu mỗi cái nhà mà con ô tô là chưa làm. Còn chẳng có thiếu cái gì cả. Cái dàn xe này mai mốt mà mua cái lô đất chậm chẳng bán luôn. Bởi vì bây giờ bán cái dàn xe này cũng chẳng được bao nhiêu. Sau này có thể còn sống ngáp ngáp được ngày nào, lâu ra vặn cà lê mỏ lét, rửa xe, mở nồi ra vệ sinh, nhớ lại cái dạo trẻ mình làm nhớ ok. Còn sau này không đi nổi nữa, tội con nó bán với trai cái việc của nó, chết là hết. Chẳng có bảo chết thì mẹ mày lo mà giữ tiền, nó là tùy theo đứa con của mình, nó làm ăn được thì đời nó lại sướng. Còn là khi mà mình để lại tài sản dù nhiều hay ít, còn mà nó không có giữ, nó tiêu thì đời nó khổ, chết là hết.
Còn khi chết những cái đám giỗ ấy, nó có nhớ tới tưởng tới nhớ tới mình thì nó giỗ, không giỗ thì thôi, chết có biết cái gì nữa. Mẹ nó cúng, nó bày con gà con vịt, mẹ nó mua khoảng vài thùng bia về nhà, nó mời anh em hàng xóm thì mẹ hô hào mình có được ăn cái gì. Sống thì chẳng cho ăn thì phải chết làm vài con vịt vài con gà, cúng hoa quả trái cây thắp nhang lạy bố lạy mẹ, hôm nay ngày kỵ của bố mẹ, con mời bố mẹ về nhà ăn, bố mẹ phù hộ cho con, thì mẹ nhân trúng số, làm chẳng làm ấy, nhân trúng số thì nó giữ được thì nó hưởng, không giữ được thì thôi, chết là hết, chết thì về với cát bụi hết. Với tôi là chỉ nôm na như thế, còn bây giờ tôi cảm thấy tôi làm được, tôi phải ok. Có cái tuổi tôi hiện tại là hơn ba mấy, nó chưa được đẹp lắm để tôi xây cái nhà. Còn bây giờ tôi chưa xây cái nhà, chưa mua ô tô, thật sự thì mẹ chết giờ không nhắm mắt. Tôi chia sẻ với anh em điều đấy luôn, bởi vì những cái ước mơ tôi đang làm còn hai phát ra nữa tôi chưa đụng được, mà lỡ may tọa thì mẹ đúng không nhắm mắt thật. Còn bây giờ xây thì chưa được, ước mơ tôi phải lên một cái nhà đẹp và con ô tô cái đã, thì phải chết ngay cũng vui vẻ. Còn bây giờ nó chẳng có thiếu cái gì. Bây giờ em chuyển sang bất động sản không anh? Vợ em làm mà, em chỉ là phụ, còn em quản lý cửa hàng này mới chăm sóc những anh em trên mạng. Vợ em cho nghỉ dạy 8 đời rồi, nghỉ dạy tháng 7 vừa rồi, mất dạy rồi, đi làm đất. Bây đi làm đất bây giờ bảo nó đi dạy lại, mẹ có mà cho tiền nó chẳng dạy. Làm múng đất cái bằng nó dạy cả năm. Chứ em phét lác làm gì, nhiều anh em biết tới đây em biết rồi chứ, hoặc là em đi ký giấy em nổ làm cái gì. Mẹ nổ thì em chẳng được cái gì, và em bây giờ em kêu thì chẳng ai cho cái gì, mình cảm thấy có cái gì thì mình cứ thoải mái, lộc mình đến thì mình cứ chia sẻ đi. Anh Nguyễn Trọng không biết anh ghét em hay không mà từ bấy giờ thì mẹ anh cứ bảo anh nổ nhỉ. Bây giờ anh có cân tiền với em không? Bây giờ thì mẹ mang cái cân lên ăn với em cân tiền. Không biết từ bấy anh có ghét em không? Anh lại bảo mẹ thằng tay ga Đình Tuấn này thua tiếng còi. Em thua tiếng còi chuyện bình thường, tóc nó bạc thì mẹ răng răng nó sún thì mẹ mắt nó híp thì em thua nó có ô tô nó có nhà nó ở Bình Dương thì em thua nó thật. Đi vậy còn riêng anh bây giờ anh có muốn cân tiền với em không này? Không biết là đi vậy anh em ở đây có ghét cái gì không mà anh cứ bảo đi vậy thôi, đi thổi pháo vừa thôi ông tướng. Đi vậy em ở đây thật sự ăn muốn cái đéo gì. Bây giờ em anh tin bây giờ đi vậy em lấy 100 triệu 200 triệu đi vậy em đập ngay trước mặt đây luôn, không em mở phát cốp xe có tiền ngay. Thì đi vậy em đéo là bị những anh em khích, em nói thật những anh em nào biết em rồi. Và anh đã nói tới tiếng còi luôn, em bảo đi vẽ tiếng còi đéo đủ khả năng để mua tivi 75 inch rồi. 32 triệu. Thấy chưa? Làm có iPhone nó 34 triệu nữa thì vẽ rớt gần 100 triệu từ cái điện thoại tới cái iPhone 3 mắt. Một thế giới di động 34 triệu. Thấy chưa? Đó là em chia sẻ với anh. Còn những anh em biết rồi em thì anh thông cảm. Chứ em không phải là vì cái thằng đi làm thuê cho thằng tay ga Đình Tuấn nó ở cái cửa hàng này nó live stream cho em rõ. Vì vậy cửa hàng này là của em, còn cửa hàng trên kia nữa. Anh hiểu không? Hay là vì vậy em mang sổ đỏ ra để cân ký. Em học lớp 8 thôi. Em học đúng lớp 10 em sẽ nghỉ. Học thêm 2 năm bổ túc nữa. Lên lớp 10 em sẽ nghỉ. Chứ đéo phét lác ở đây riêng anh em nói cho anh luôn, dù anh ghét em hay không không biết, từ bấy em thấy anh khích em đấy. Nguyễn Trọng không biết là anh thì phải có khích em không, chuyện bình thường em ở đây không có chửi, chắc không có đâu gì vậy. Đúng rồi em đéo có cũng được để lên mạng chém gió. Những cái đối tượng mà như anh em nói này em trải đời quá nhiều, và nhiều thằng thì mẹ nó có khoảng nhà lầu ô tô nó hù em còn chẳng ngại. Em sống ở trường này rồi thì anh em biết và chia sẻ được nhiều anh em rồi. Nguyễn Trọng anh ở xa em thì em làm cũng chẳng được cái đéo gì cả, anh hiểu không? Mà thà anh gần ở em đây là vì vậy em làm luôn cho anh thấy đấy. Còn bây giờ anh ở xa em quá em làm cũng được cái mẹ gì, em có đâu có khùng. Chẳng lẽ bây giờ thì mẹ em mở cốp xe lấy tiền em đốt chơi à? Thì em bị bận mất, bởi vì đồng tiền em kiếm ra nó phê. Anh hiểu không? Nó phê. Đấy, nó phê. Anh hiểu không?
Hay là bây giờ em mang một phát vẽ 15 con Splatoon, 10 con Motocan ra ngoài đường em đốt chơi, thì mấy thằng công ty bảo em bị điên. Em biết 15 con máy Splatoon với 10 con con Motocan bao nhiêu tiền không? Mẹ hơn 200 triệu chẳng hạn, như thế mang đốt phát bảo em khùng. Đây là em chia sẻ cho nhiều anh em luôn, đừng để thiên hạ nó khích. Bởi vì mẹ gà hơn nhau ở tiếng gáy. Đi vậy bây giờ đây cái tiệm của tôi mà đi vậy, tôi giấu, tôi nói thẳng với ông, tôi giấu mẹ tiền vợ tôi đéo mang về nhà sao? Ông tin không? Đi vậy với tôi bước vào một bước cái xe này, tôi lấy tiền ra tôi phật ở đây cho ông coi không? Ông tin không? Anh em bấm số 1 đi. Phật cho ông mấy sập ở đây ông coi luôn này. Nên tiền của tôi làm thì tôi chẳng bao giờ tôi giấu vợ. Tôi ăn của vợ cả, thì tôi để đây mẹ có việc gì tôi đập. Hiểu không? 10 người bấm số 1 thì mẹ tôi mang 3 sập ra cho anh em coi. Không phải em chẳng gì nóng rồi, em chia sẻ. Em nóng thì em chẳng bao giờ cười, vẻ nóng lại. Nguyễn Văn Hiền ăn mà thấy em nóng thì nó kinh khủng lắm, đúng không? Ở đây là em cứ cười. Ở đây có anh em nào quen em không nhờ, có anh em nào thân em không nhờ, biết em Minh Uy, em bảo bây giờ anh ở đây có tiền mặt không, 50-70 triệu em bảo bây giờ anh có tiền mặt không nào, không nói 200 nữa, 200 nó nhiều quá. Minh Huy bảo anh bây giờ anh đi phải, anh chỉ cần quay đúng chờ trong vòng 30 giây, bước vào đây một phát là có tiền. Ở đây thì không có tiền, ở đây là tiền làm này ít. Có không? Minh Huy bảo có. Ok Minh Huy anh tặng cái cục cáp. Đây lấy tiền cho chơi nhá, lấy tiền vài chục triệu thôi, mẹ lấy 200 triệu ra mẹ không có đâu, bảo phải lác lấy cho vài sập chơi nhá. Ừ, cái này cái gì anh em, giấy à? Cái này giấy không hay là tiền? Đây, giấy hay tiền đúng không? Tôi khác ông phải làm có ngàn nào thì vẽ về nhà con vợ thì vẽ nó lục ngàn đấy, riêng tôi thì vẽ cầm trong tay cứ khoảng vài chục vài trăm thì vợ chẳng biết, mà nó biết rồi nó cũng chẳng bao giờ nó hỏi. Có cần tôi cho kiểm tra tài khoản thì vẽ gần nửa tỷ trong tài khoản nữa không? Mai tôi cho ông số tài khoản đi rút. Cái này giấy nhỉ? Giấy giấy bởi vì lúc nào tôi thủ tiền, bởi vì mẹ nhiều ở đây nhiều anh em trẻ, anh em hiểu không, nó bán xe nhiều lúc khoảng 9 10 giờ đêm nó bảo anh Tuấn ơi SH em kẹt tiền em muốn chơi dụ này 70 triệu, anh đưa trước chú 50 triệu, sáng mai qua bên phòng công chứng ký giấy anh đưa đủ chú 20, đúng tên đúng giấy chứng minh, giam luôn cả giấy chứng minh cả cà vẹt cả xe lại, soi đúng cái mặt với giấy chứng minh với sổ khẩu, ok đưa cho chú 60, ngày mai ăn sáng uống cà phê xong anh mời chú qua phòng chứng ký giấy, anh đưa nốt chú chục, anh trả lại chú giấy chứng minh, kết thúc. Ông nào muốn xem tôi cho số hai mấy số tài khoản để thấy tiền, hay là tiền giả hay tiền thấy để coi số tài khoản, số tài khoản tôi bật nhẹ phát thì phải nó phải có 2 lít, bật nhẹ phát cái số nữa nó phải có vài lít. Đấy, nói để cho nhiều anh em biết, nhưng mà tôi không có nổ nổ đúng chỗ và tôi không chơi ngông. Tôi nói nha, đúng không? 30 giây cho chậm 1 phút. Bây giờ ok thiết thì tôi camera nó soi trong cái đít cốc SH kia nó vẫn còn ít đi trong ấy. Đây tiền này, tiền làm hàng ngày này vợ. Em ơi.
đi chợ nhá, được chưa? Ok. Còn tiền của tôi ở trong này bao nhiêu là vợ luôn 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 sống nó phải có cái uy. Sáng mai tôi chỉ cần mẹ nhìn vào chỗ đấy phát phải thấy cọc tiền, tôi chỉ cần đánh răng mặc cái áo khoác tôi khoác tôi bỏ tiền cốp rồi tôi đi. Vợ nó phải có quy luật như vậy. Dù ngày này tôi làm bị âm thì con vợ về nhà nó phải móc nó bỏ bỏ đủ đúng số tiền vào, bởi vì tôi cần số tiền đó để tôi mua phụ tùng. Nhiều thì nó lấy ra, âm thì nó phải bỏ vào chứ không có quyền hỏi. Bằng ngày nay em làm gì mà âm? Làm nghề này thì em biết rồi, nhập hàng hóa có thể là như thế, nhiều cái ship cóp anh em lấy tiền khoảng đôi triệu, còn nhiều tiền thì tôi phải bán tài khoản nó mới gửi hàng, quy luật là thế. Thế thôi, nó phải chất như vậy. Ok. Thế sao anh có mấy sập để mà sập này 50 triệu mà 30 triệu cái gì? Sập này 50. Green Death. Trăm tờ. Ngàn tờ, nửa tỷ, 2.000 tờ, tỷ. Này, sập này 50 triệu em nói sao anh em làm gì? Đầy dưới này nữa. Nên lỡ mày đang livestream thằng kia nó bán SHM 45 triệu vẽ giờ xoay tiền nó ra. Nếu mà nó có số tài khoản nó cần tiền. Nó khác. Nó không cần tiền nó khác, bởi nó cần tiền mặt. Để nó vô cái sòng kia nó đang thua. Nó cần gỡ. Đấy, còn bây giờ nó dùng tài khoản nó không cầm thẻ lấy gì nó rút. Đấy. Nên chúng ta làm nghề nó phải vậy. Ở trong cái cuộc làm ăn nó luôn luôn như thế. Trong người tôi lúc nào, nếu mà tôi mang trong người tôi lúc nào thì bạn nó cũng phải tầm nửa tỷ trở lên. Lỡ may có rủi ro gì với vợ thì mẹ tôi biến tôi còn đi làm cái việc khác được. Anh em hiểu không? Lỡ may bây giờ mà vợ nó đuổi mẹ trốn khỏi cái chỗ này thì tôi lấy tiền đâu tôi đi lập nghiệp. Bèo gì nó phải có nửa tỷ để đi nơi khác còn lập được cái nghiệp để còn sống. Còn ở đây cảm thấy ok cho bà hết chẳng hạn như thế, tôi vẫn còn trong tay nửa tỷ để đi làm lại cuộc đời. Còn bây giờ mẹ nó có cái mạng không thì bây giờ đi lại đi làm thuê. May lắm mấy ông thường tay ga thì Tuấn trả cho tháng 15 20 triệu ở Hà Nội hoặc là thành phố lớn. Đúng không nào? Mẹ sống là phải lo cho bản thân chứ, ai không vậy? Vợ mình thì vợ mình ok. Nhưng mình cảm thấy không, số tiền này mẹ cho mấy con mái chục triệu em tiêu chơi không bao giờ, bởi vì đồng tiền này khó kiếm thì mẹ nó ngang ngửa gần cái sờ mắt tun sắp này là 10 triệu chẳng hạn như thế. Trăm tờ mình không bao giờ mình vứt bừa bãi cái tiền này để mình làm ăn, nó ra mồ hôi nó sôi nước mắt, đó là quy luật. Còn bây giờ thì mẹ cảm thấy con vợ đêm nay trục trặc bắn ngay, hay là đếm số 1 tôi lại mở tiếp tục sợi dây chuyền với cái lắc thì mẹ cái nhẫn mấy cái đồng hồ, tôi ra cửa hàng vàng tôi bán bắp phát 2 lít thì phải bán vội 200 cầm tiền chạy. Còn là vàng bây cứ đeo cho cổ thì mẹ đây này ok ngay, có cái gì đâu. Đồng hồ ra ngoài kia mẹ bán ve chai cũng được 2 triệu chẳng hạn như thế, chạy. Bây giờ thì mẹ nó hết số rồi thì phải chạy chứ sao giờ. Là xui nhất cái xe cộ vứt hết. Xe nào hiện tại đang còn xăng, đang còn chìa khóa chạy đại. SH ở đây chưa lắp nhựa. Đó, ai vui vẻ. Rồi thì anh em nào cần về thiết bị, cần về tham gia cứ vui lòng liên hệ. Thì mà mắt tôi ở đây nó không bị hí, nó không bị lé, anh em hiểu không? Sống nó có tầm. Thì mà mắt hí tí li tí lét rồi mới sợ. Còn tôi có gì tôi tẹt hết. Bởi vì chúng ta là tất cả người anh em thợ khó khăn đi lên. Tôi hiểu, bởi vì cuộc sống của tôi nó quá nghèo. Nên được bây giờ nó thành răng. Dù có nhiều hay là có ít, tôi cũng thoải mái để tôi chia sẻ với các bạn và anh em, chẳng có gì phải giấu giếm. Có cái phút sang điện tử này để tôi chia sẻ nó miễn phí ở trong fanpage này thì nó hơi bị khó. Tùy theo cái gì cũng vậy, nó không hết được một tầm. Phu sang điện tử này nó chẳng là cái gì của tôi cả, nói thật luôn anh em.
mẹ những con IC tôi chỉ cần búng nhả cầm cái đồng hồ hoặc là dùng cái bóng đèn nhấp nhả biết nó sống hay là nó chết, nó nhăn còn hơn cả điện, như thế gọi là điện mà. Không nhăn thì làm sao mà kiếm được tiền như bây giờ. Đó là tôi đi sau. Đấy, còn nhiều ông mà dạy trước ấy, ngày xưa mà không có người dạy nhiều, dạy trước ăn của anh em ấy, hoặc là kiếm được tiền gì tôi không biết. Còn bây giờ này tôi mới ra sau này, nhưng bây giờ tôi vẫn làm thành công. Vẫn rất nhiều người phải ngại tôi đấy, tôi dám đảm bảo chứ không phải là người chuyên sâu mà là dạy hơn tôi đâu. Mẹ kiếm tiền chưa chắc là ngang ngửa với tôi đấy. Dám đảm bảo nói về để kiếm tiền, nó đủ các loại cân để kiếm tiền. Xin chào anh Nguyễn Tuấn Thanh nhá, khỏe không anh? Khỏe cho anh, khỏe lên livestream nói chuyện phà phà. Đấy, phải đủ khả năng. Phải tay như vậy mà vẫn kiếm tiền được anh em thấy không? Thời đến thì mình hưởng lộc mình đến thôi, nhưng mình sống phải có tâm. Mình ăn chỗ này được thì mình phải chi chỗ kia, đừng chỗ này mình hốc nhiều vào chỗ kia mình cũng rồi hốc nhiều nữa thì nó sẽ là thất bại. Được chỗ nọ nó sẽ lấy lại tất. Mình ăn được cái chỗ này cảm thấy cái lộc mang vào, mình đầu tư số tiền quá lớn cái lộc mang lại cho mình, thì mình phải nhả chỗ kia, mình vứt kiếm chỗ kia nhưng mình kiếm mỏng lại một chút xíu. Sống để cho đi đây, ok. Xin chào Sống để cho đi, gọi thử tên em xem, ok. Đấy, tôi kiếm ở cái mảng này nó dày, những cái mảng này tôi kiếm ít lại, tôi chạy lại sản phẩm của tôi. Đấy, được anh em tin tưởng nhiều chẳng hạn như thế. Về kể cả cái nồi của tôi bán cả chuông cả bát 270.000, anh em biết không? Mua của anh em nhiều lúc 50, 55, nhiều nơi 60, tiền ship về đây bao nhiêu tiền, tiền tẩy rửa, tiền gia công nó còn được vài chục ngàn bộ. Tẩy rửa xong rồi ra công xong rồi quấn băng keo tì vết ngồi nạ ngồi vài chục ngàn bộ, 10 bộ kiếm được vài trăm, 100 bộ kiếm được vài triệu. Mà 100 bộ nồi thường dễ bán á, phải có uy tín anh em mới mua chứ. Phải 28 bộ live stream mà phát hết luôn thì kiếm được bao nhiêu. Nhưng mình ăn được cái chỗ kia, nhiều cái mảng thì mình cho ăn. Như Sống bây giờ mẹ vẫn chưa đi hưởng thụ này, vẫn chưa tắm, 50.000 cái lòi lên mất công. Tiền nhiều hơn lòi, lòi 50.000. Mẹ phải vui vẻ thỏa mái, sáng ngủ 9 giờ dậy. Được chưa? Đấy, chính ngủ 9 giờ dậy. Bây giờ bởi vì mình đang hưởng được thì mình hưởng. Mai mốt bây giờ lính nó nghỉ hết, ngày mai có nào xúi dại trả nó cái mức lương nó cao hơn nó nghỉ hết. Thế bây giờ mình phải cày như vừa rồi Covid đấy. Lính chưa tới thì bây giờ phải học học để cày. Ừ, hạ máy xuống có thể nhờ hàng xóm. Có nhiều lúc hàng xóm bận gọi con vợ ra, em ơi rút anh cái cốt máy. Rồi thì cái cục máy nó nằm im đó, vợ rút cái cốt ra, mình cầm cái sườn mình bê lên. Rồi mình đi làm máy, mình đi làm đồ, mình cạo ro, mình rửa máy, mình làm lại bình thường. Xong lắp máy xong, vợ ơi. Vợ ơi. Cái gì? Anh nhờ xíu vợ ơi. Vợ lại bảo ông lại bảo tôi chọt cốt máy đúng không? Ok vợ. Tối vợ lại đếm tiền gì đâu mà vợ căng thế. Vợ chọt ăn một cái, tối ăn lại đưa tiền cho vợ. Vợ lại cười. Hiện tại Sống đang vui được thì cứ sống. Lỡ sau này không còn duyên ở bên nhau thì chia tay là chuyện bình thường. Trong cuộc sống này không bao giờ nói trước điều gì. Ăn nằm với nhau vài chục năm, có thể duyên không còn nữa, hết số, hết duyên, thì chia tay là chuyện bình thường. Chết rồi, tốn ăn than ăn lấy cái gì nhở, em quên mất tiêu rồi. Em sorry ăn, thật sự một ngày nhiều quá em chịu không nổi luôn. Não vấn đề luôn. Rồi, tí nữa ăn lấy cái gì anh comment lại dùm em, xin sorry ăn. Cái gì lỗi của mình nhận. Hàng cái gì lỗi, anh em trả lại vui vẻ hết. Ok, thank you anh. À Tuấn ơi, có ủng hộ em bộ dây điện không? Kiếm lòng nước uống.
Lít 125 và AB K66 anh. Sở bên kia nha anh. Sở bên kia nha anh trai. Em kiếm mấy chục ngàn lon nước uống anh. Khát nước quá. Ở đây em không có xin, em bảo để em kiếm vài lon nước bán có lợi nhuận. Rồi anh em xem cửa hàng có gì ủng hộ em luôn, xe cộ cũng vậy, cần món gì comment em tháo ra em bán luôn. Khổ quá hết tiền. Rồi, anh em cần cái gì ủng hộ trên con xe nào anh em liếc liếc ở khu vực nhà mình có xe này hay hư cái này. Ủng hộ em tháo ruột đồ ra bán, sống nhân răng nha. Này, Alizabeth, IC em còn đang còn 3 cục, anh em là cần comment luôn. Đâu rồi nhỉ? Đây. Đâu cục nữa rồi ta? 3 cục. Em có nhiều cục IC lắm. Đâu rồi nhỉ? Đây. Em có 3 4 cục, anh em nào cần ok comment em nha. Cái Alizabeth này vua này lắp chung với xe Android của SQM nha. Khác mã nhưng lắp vào nổ nha anh em. Rồi 197K, cái này sẽ lắp chung 1992 nha. Lắp chung hết nổ nha. Đấy, cần cái gì thì comment ủng hộ em nha. Tháo xe ra bán hết luôn. Phần ABS cái thứ gì cũng có. Hết tiền trả nợ. Văn Chương Rang Chin ok anh. Đấy, cần cái gì thì anh em comment. Valeo khóa sở mất kỳ IC cần cái gì comment luôn. Đúng không ạ? Vision Janus V41, V42, K77, K27. Rồi, V41 IC này em còn vài cục, anh em là comment bán luôn nha. Em còn 3 cục. 3 cục IC của Novo nha. Rồi, lít hiện tại thì hết rồi nha. Em tháo xe ra bán luôn rồi, hết. Lít này chỉ còn cái khác thôi. Rồi anh em nào có búa ba càng vui lòng chụp hình lại gửi cho em nhé. Rồi, cảm ơn sorry anh em. Rồi em lên được mô hình thì em lại chia sẻ tiếp. Chẳng có cái gì phải e ngại cả. Anh em nào cần về sửa mất tun đồ máy đồ inbox cho em nha. Rồi cần về IC gì nhiều lắm nha. Ở trong này ngày mai em sẽ lục ra bán lại cho anh em hết. Đây, dưới này IC còn khá là nhiều. Có hết luôn rồi. Anh em thấy IC không? Nhiều lắm. Rau, rau này vẫn còn IC nữa này. Em có mấy tủ luôn. Ôi, chết rồi, Nguyễn Nhật ơi, ngày mai em soạn đồ em ơi. Ai còn mua cái TV 32 inch còn sống nhân răng anh em comment bán ship luôn. Về nhà treo cửa hàng hoặc là treo phòng bếp vừa ăn vừa xem tivi. Giá rẻ. 32 inch. Còn xài ok hết, không bộ lỗi lầm cái gì luôn. Chưa đụng chạm, chưa cạy mó luôn, còn zin đét. Cảm ơn anh trai ở Huế tặng cho em bức hình cực đẹp ông vua con ở cái bàn làm việc. Đời thế thôi. Đây cái bàn làm việc anh em sắm cái bàn này thì cực kỳ, cái bàn này nhất tài trợ. Đồ của mình ở đây là nhất tài trợ hết. Đấy anh em nào cần con Miu V3 về nhà ủng hộ em luôn. Đây. Bán hai con còn mấy con để lại dùng cho khách. Valeo anh em cần cái gì IC SU anh em cần tháo ra bán luôn. Xe mới lên keng xà beng. Cần cái gì tháo ra bán cái đấy. Cù đạt bán hết luôn. Ở tủ lạnh anh em nào mua rẻ vài trăm em ship luôn, em mới mua. Chứng chỉ 5 sao.
bạn em thì bị à, còn cái loa thùng kẹo kéo này còn zin đét luôn, anh em nào mua bán luôn, bữa mua 7 triệu giờ chắc bán về chai, nhà chẳng có gì cả ngoài đồ chơi. Ok Nguyễn Nhật, ngày mai em sẽ ship hàng cho em trai ngay. Mô hình mô ước anh em là cần cái gì mình bán luôn. Về nhà test thử, kiểm tra IC đủ các kiểu con đà điểu. Mới bức tranh ảnh này mang lại cái minh họa hù ma dọa khỉ, không mang lên cái gì cả, đúng không ạ? Những bức tranh này chỉ có trưng bày lên hù ma dọa khỉ cho khách hàng cảm thấy khoái, ngoài ra không có nghĩa lý gì với mình nhiều. Ok, treo cho nó đẹp cửa hàng hù ma dọa khỉ khá là nhiều. Cái gì Tuấn Lực và bán là nhiều, anh em mua hết, anh em coi vậy sau tương lai em bán hết. Sau tương lai này vạn quạng em live stream, em một ngày nào đẹp trời em lại bán hết. Máy xúc rửa kia phun ngày xưa em mua tới 10 mấy triệu, còn ngon cành đào luôn, mới lắng co Titano. Bữa mua cái thùng 1,5 triệu nữa, dán luôn vài cái tem. Máy xúc rửa kiểm tra kia phun, bét phun điện tử, nhiều thứ lắm. Em còn cửa hàng một trên kia cũng khá nhiều đồ. Rồi clip em livestream đến đây xin phép được tạm dừng. Chúc toàn thể anh em thợ máy sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình người thân, có sức khỏe, có ước mơ, luôn luôn sẽ thành công trong cuộc sống. Nhớt em khá là nhiều, đủ các loại thế giới dòng nhớt, từ Motul 300V, đủ các kiểu con đà điểu phục vụ khách hàng. Tay ga Đình Tuấn làm lên thương hiệu. Chẳng có gì phải e ngại cuộc đời này cả. Hôm nay mượn hát mò vợ đi phát cho nó sướng nhẹ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh em vào đêm mai. Nếu có thời gian rảnh mình lại livestream. Còn anh em nào cần về thiết bị gì thì ủng hộ Đình Tuấn, tham gia khóa học các bạn nhận được gì. Ok. Rồi, chúc cả đại gia đình mình có một giấc ngủ ngon.